Phật Pháp ứng dụng. Đà Phật, kính thưa anh ni sư trụ trì chùa Bảo Thành, kính thưa toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng. Lời đầu tiên thì tôi cũng thành kính tri ân ni sư trụ trì, quý sư cô và ban tổ chức
cùng quý Phật tử đã tạo duyên lành cho chúng tôi có buổi tiếp chuyện với toàn thể các Phật tử tại chùa Bảo Thành hôm nay. Chư Phật gia hộ cho toàn thể quý Phật tử tinh tấn tu học để được hạnh phúc, an lạc dài lâu và thành công trên xứ người. A Di Đà Phật. Thì đạo tràng chúng ta ít là so với đạo tràng lớn. Chứ còn tại nơi này mà để kiếm được bao nhiêu Phật tử đây ngồi trong đạo tràng là không phải là dễ. Tôi nghĩ các vị thì số lượng không đông, nhưng mà tính ra về diện tích km thì trong bao nhiêu người đây chứ tính ra một diện tích khủng khiếp lắm á. Một chu vi có thể là các vị đi xe hàng trăm, 200 km trong này, hoặc là các vị ở rải rác khắp nơi. Bởi vì chúng ta biết rằng chúng ta là người di cư chứ không phải là người bản xứ. Cho nên là di cư là chúng ta ở len lỏi rải rác đầu này đầu kia, chứ chúng ta không phải ở một dãy nhà như ở Việt Nam chúng ta. Ở Việt Nam chúng ta nhà này nhà kia người nào cũng người Việt. Phật giáo là truyền thống. Cho nên dù có thế nào đi chăng nữa, một đạo tràng có ít lắm cũng 100, 200. Còn ở đây chúng ta là nơi xứ lạ quê người, chúng ta ở rải rác khắp nơi, mà chúng ta còn có cái tinh thần tu học, còn nhớ về một cái niềm tin về Phật Pháp, để mà các vị hướng về như thế, đó là một điều gọi là rất đáng trân trọng. Tôi đi nhiều nơi trên thế giới, cũng không phải dễ gì mà các đạo tràng tu học có được số lượng về đâu. Dĩ nhiên là không phải là không có đạo tràng lớn. Những đạo tràng 500-300 người, 700-800, hàng ngàn người thì cũng có vậy. Nhưng mà cơ bản những đạo tràng nhỏ như thế này rất là nhiều. Và đạo tràng chúng ta cũng xem như là tình trạng chung của những người Việt chúng ta mà di cư trên khắp nơi trên thế giới như thế. Vì vậy cái tinh thần tu học của các vị là như vậy là rất tốt. Thì hôm nay tôi về chia sẻ các vị thì tôi cũng biết là ni sư nói là chùa chúng ta mới về thành lập khoảng một năm. Phật tử quanh vùng thì cũng chưa biết nhiều, và số lượng người Việt ở đây cũng không đông. Thì hôm nay tôi muốn cho các vị một cái hướng để gọi là chia sẻ Phật Pháp, các vị mang cái nghĩa là hướng dẫn tu học cho nó một cách nền tảng. Vì vậy tôi muốn các vị Phật tử ở nơi này có những yêu cầu cần đặt ra cho vấn đề gì, để tôi hướng dẫn cho các vị trong cái quá trình mà các vị có định hướng về tu học, nó sẽ đáp ứng nguyện vọng từng người. Ví dụ các Phật tử ở đây hôm nay, tôi muốn cho các vị như một cái buổi mà gọi là Phật Pháp vấn đáp đi, để các vị tự hỏi lên những vấn đề gì đó, tụng kinh niệm Phật, tu học ở nhà, ở chùa và bất cứ những cái gì đó các vị cần, hay là quan niệm thế nào về Phật Pháp, hay là tất cả cái gì đó các vị có quyền thưa hỏi. Các vị cứ hỏi tự nhiên, hỏi trúng cũng được mà hỏi trật cũng được. Hỏi trúng tôi cũng biết đường trả lời, mà hỏi trật tôi cũng biết đường trả lời. Các vị đừng lo các cái việc đó. Cái gì các vị thắc mắc các vị cứ hỏi. Bởi vì nơi này thấy thương quá, mới mẻ quá, và có những cái gì cần thiết để tôi muốn góp gió làm bão, bổ sung cho các vị mỗi một người được chắc góp một chút để hiểu hơn về Phật Pháp, củng cố niềm tin và định hướng cho cái vấn đề mà gọi là tu học của chúng ta làm sao có kết quả. Và tôi muốn rằng cái số lượng các vị như thế này nó trở thành những cái gọi là những cái hạt ngọc, hoặc những hạt gạo cội trên sàn, trở thành những nhân tố quan trọng để có thể góp một phần gì đó trong cộng đồng của chúng ta. Có thể những người không có điều kiện học tu hôm nay, nhưng chắc chắn rồi cũng có lúc người ta cần phải nương tựa vào Tam Bảo. Đây là một nguyên tắc không có cách khác. Tôi đã nói với các vị, trên cuộc đời của chúng ta, Phật giáo không bao giờ thừa với chúng ta, lời dạy của Đức Phật không bao giờ thừa với các vị. Có điều là lúc này hay lúc khác mà thôi. Có những khi chúng ta chưa cần, nhưng phải không cần. Thứ nhất là chúng ta chưa có điều kiện, hoàn cảnh chưa cho phép. Nhưng có những lúc rồi, hoàn cảnh có cho hay không, các vị dẫn ba chân bốn cẳng để mà tu hành và tu nước rút luôn á. Cho nên ở đây các vị thấy cái chuyện mà ứng dụng Phật Pháp biết trước là càng tốt. Mình đã từng thực tập rồi, nhận thức rồi, để mình chuyển qua các vấn đề tốt rồi. Nhưng mà chúng ta muộn màng thì hơi tiếc cho chúng ta. Nhưng chỉ mong rằng là các vị Phật tử luôn luôn lúc nào cũng hiểu được Phật Pháp, cho dù không có mặt ở chùa, vẫn là
ứng dụng lời Phật dạy trong mỗi hành động của chúng ta. Đừng có coi như là chủ quan để cho thời gian trôi qua trong cuộc đời, rồi có những lúc rồi muốn tu học vận dụng, rồi chúng ta không đủ thời giờ và không đủ điều kiện nghiên cứu tới nơi tới chốn, ứng dụng ba sồn bốn sự cũng không đem lại kết quả như mong muốn. Vì vậy hôm nay tôi muốn cho các vị là ở đây, các vị có những cái nguyện vọng gì cần bày tỏ cho đạo tràng chúng ta sinh hoạt hôm nay và ngày mai, cũng có nghĩa là các vị đã từng ứng dụng mà có cái là chúng ta sao không hiểu được, hoặc là không thấy kết quả trong quá trình ứng dụng, hoặc là có thể các vị gợi ý như thế nào để tôi chia sẻ trong hoàn cảnh đó các vị nên tu học thế nào. Các vị cứ nói từng bước, các vị cứ mạnh dạn thưa thật, đừng sợ trúng hay là trật gì cả. Hỏi trật là bình thường, không có gì là gọi là cười chê ai hết á. Cái chuyện này chuyện mà gọi là trước trật sau trúng có thể là ban đầu chúng ta không nắm được cơ bản, thì trong những lĩnh vực chúng ta không thuộc về chuyên môn thì nó cũng còn nhiều cái vấn đề lệch lạc. Nhưng mà khi chúng ta hiểu được chuyên môn rồi thì chúng ta sẽ biết chính xác hơn. Tôi muốn cho các vị có những lời hỏi chân tình để tôi chia sẻ với các vị, thì nó sẽ phù hợp hơn với một bài pháp thoại nó thuộc về chủ quan của tôi đưa ra, hơn là các vấn đề các vị đang gặp phải. Mời các vị. Mời nhà Phật, dạ thưa thầy, con mới vừa đi đây 2 năm thì con nghe qua bài giảng qua băng đĩa. Chỗ con ở thì không có nhiều chùa cho nên con không có đi đạo tràng được, con nghe chỉ nghe băng đĩa. Và lúc nghe đó thì con hay làm những việc khác, tại vì nhiều khi không có thời gian để 2 tiếng đồng hồ để mà ngồi nghe. Cho nên là con muốn hỏi là lúc nào thì cấm miệng không nên vừa nghe và vừa làm gì đó. Ví dụ như con thường hay vừa nấu ăn và vừa bắt băng đĩa thì lớn lên để mà nghe, để mà tiết kiệm thời gian. A Di Đà Phật. Cái câu hỏi này thì đơn giản mà thiết thực. Tôi sánh ví cho các vị thấy là Phật pháp giống như viên kim cương vậy đó. Bản thân của kim cương thì không thể nhiễm tất cả các thứ vớ vẩn. Cho nên các vị sợ tội, sợ lỗi gì trong việc đó là tự cảm giác các vị. Chứ thật sự mà nói, bản thân của Phật pháp không để bắt tội chúng sinh. Phật pháp phải có ra để người này làm khác đi bị tội, người kia làm khác đi bị hành. Vấn đề đó nó không phải là như vậy. Nhưng mà vì chúng ta tôn kính Phật thì chúng ta trọng pháp, chúng ta trọng tăng. Cho nên chúng ta đề cao những cái điều đó, cho nó một cái gì đó xứng tầm với cái sự thanh tịnh và cao khiết. Đây là tấm lòng của các vị. Các vị nghĩ được như vậy rất tốt. Nhưng bản thân của Phật pháp không vì cái cảm nhận của các vị và cái cách đối xử của các vị như thế nào để chánh pháp thay đổi khác đi. Lời Phật dạy vẫn không thay đổi trong bất cứ một hoàn cảnh nào. Nhưng mà về oai nghi của người tu học là người Phật tử trọng pháp thì người ta sẽ dành những cái gì tương đối cao khiết thanh tịnh trong một cái nơi sinh hoạt để mà tôn thờ. Như vậy các vị có một cái ngăn tối thiểu nào đó đối với con đường mà học và tu theo Phật pháp, cái đó là tốt rồi. Nhưng cơ bản nhất là các vị ứng dụng được trong mọi lúc mọi nơi. Các vị có thể bắt lớn lên để các vị đi làm gì, thậm chí các vị vào nhà vệ sinh các vị vẫn bắt ở bên ngoài vẫn nghe được. Cái việc đó nó không lệ thuộc vào cái việc mà vì các vị vào nhà vệ sinh để các vị có lỗi với việc đó. Nhưng khi các vị đọc kinh gọi là hành trì thì phải trước bằng Phật trang nghiêm. Còn chúng ta tham khảo để tìm hiểu thì chúng ta có thể tham khảo mọi lúc mọi nơi, thậm chí trong lúc lái xe, trong lúc làm việc, trong lúc công ty, trong lúc chăm sóc con cái, trong lúc vệ sinh thân thể. Đó là cái việc sinh hoạt kiên của các vị, các vị đều có thể nghe được. Còn khi chúng ta mang kinh mà để gọi là cầm trực tiếp như thế này, ví dụ bây giờ chúng ta nghe pháp trong điện thoại, chúng ta dắt trong túi, chúng ta đi vệ sinh, không có sao cả, cứ nhét hai lỗ tai mà nghe. Nhưng mà nếu chúng ta cầm kinh bước vào đó thì không tiện. Cái này nói chung là về mặt tôn kính pháp thì chúng ta làm vậy là không phù hợp. Còn vấn đề chúng ta tham khảo, chúng ta nghe như thế này thì các cái vấn đề đó không sao. Khi chúng ta niệm Phật ra tiếng, chúng ta cũng không nên bước vào trong nhà vệ sinh tự thân chúng ta niệm. Ở chỗ là vì chúng ta dành cái đó cho một sự trang nghiêm hành trì. Dù chúng ta bước vào nhà vệ sinh mà miệng vẫn niệm cũng không tội lỗi gì. Nhưng mà ở một mức độ gọi là tôn kính pháp về mặt hình thức thì chúng ta ngoại lệ những cái điều mà chúng ta nơi chúng ta cảm thấy không trong sạch thì chúng ta sẽ ngăn lại bằng cái lòng thành kính chúng ta.
cái tâm tôn kính pháp, chúng ta được sinh phước đức. Còn trên nguyên tắc không gì điều đó để đưa các vị đọa vào địa ngục. Nên nhớ là như vậy, đạo pháp không phải có mặt trên cuộc đời để đe dọa và làm khổ cho người ta. Người nào ứng dụng được Phật pháp, người đó được lợi lạc. Tùy mức độ ứng dụng cao thấp được lợi lạc khác nhau. Trên nguyên tắc, đạo pháp không phải có mặt để người này bị tội, người kia bị tội. Nên nhớ là như vậy, tất cả những tội lỗi khác nhau đặt ra là vì chúng ta hủy bán chánh pháp, không phải là chúng ta không thích hay là hủy bán chánh pháp, tự thân của chánh pháp làm chúng ta bị tội. Nhưng mà đi ngược lại với sự lương thiện, dĩ nhiên con người đó sa đọa là quy luật của nhân quả, chứ không phải là do vấn đề là chúng ta phỉ bán Phật pháp mà ra. Đức Phật có mặt trên cuộc đời này không để gây oan trái và tội lỗi với mọi người, nên nhớ là như vậy. Chánh pháp cũng vậy, cho nên Phật pháp là như thế. Những vấn đề mà tội thông thường đưa ra, do ở đây chúng ta đặt ra như một cái quy củ, chúng ta tự đặt cho nó có nề nếp. Chứ cơ bản về chân lý nhân quả không lệ thuộc vào cái đó để mà để làm cho các vị thành tội lỗi đâu. Nhưng mà chúng ta có lòng trọng pháp thì chúng ta có ngăn như vậy, tâm chúng ta rất là cao khiết và thanh tịnh, tâm đã được tán dương. Và chính tâm cao khiết đó làm cho các vị tăng trưởng phước báo, tức là bằng lòng chân thành trong sạch của các vị, nó tự sinh phước đức. Đó là một quy luật. Và những người như vậy thì người ta đã có tâm hướng thiện thì lúc nào các cái duyên thiện lành đến với người có ý tưởng tốt đó, đó là một duyên. Vì vậy cái việc nghe pháp trong mỗi lúc mọi nơi, cái đó không lỗi gì trên vấn đề ứng dụng, vì thời gian của chúng ta không cho phép. Mà chúng ta đã tận dụng được như vậy, cơ bản tôi thấy các vị như vậy là đáng ca ngợi và tán dương. Chỉ có một điều, chúng ta nghe pháp mà không tập trung thì phần tiếp nhận của chúng ta nó quá giới hạn. Thay vì chúng ta nghe tập trung, chúng ta sẽ tiếp nhận được 10. Bây giờ chúng ta do vừa làm vừa nghe, cho nên là chúng ta nghe như vậy nhưng mà tiếp nhận chừng 2-3. Tức là cái mức độ tiếp nhận sẽ không bằng một người dành thời giờ chuyên chú để nghe. Thì cái đó tùy, nhưng mà các vị có thể quân tập những hạt giống vô tình hay là để tùy nghi trong cái quá trình nghe đó. Cái gì hiểu được thì cứ lượm bỏ vào tâm, cái gì thấy rằng cần thiết thì nghe hay là chú ý hơn một chút. Đó là cái việc mà các vị linh động trong cái thói quen của các vị. Tôi nghĩ việc này đáng tán dương chứ không có gì để gọi là tội lỗi. A Di Đà Phật. Mời các vị. Cô học ở đâu mà nhiều cái lạ lạ quá vậy? Con cái đó bây giờ phổ biến nhiều người ta nghĩ xuống này cái đường lối của Pháp Sư Trần Tam Băng và Thiền Sư Trần Tam. Những cái ngoài Phật Pháp thì chúng ta không nên đưa vào. Tôi nói với các vị là như vậy. Cái này tôi có giảng trong một bài giảng là lộ trình giải thoát. Tôi nói với các Phật tử rồi, những loại Pháp Sư, những cái gì đó vô thượng sư, những cái đó đó không phải là Phật Pháp, mặc dù cùng cái chữ sư. Dù người ta lấy là Niết Bàn giải thoát, đó là những cái người gọi là ăn cắp các từ ngữ của Phật giáo cho kêu, để gọi là đi chiêu dụ tất cả những người mê tín. Tôi muốn nói là như thế. Không có một bậc đạo sư nào thứ hai trong cuộc đời này có thể làm thay đổi được chánh pháp, hay là có một con đường mới để giúp cho tất cả các chúng sinh an lạc và hạnh phúc, bảo đảm luôn. Ngoài Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đã tuyên dương giáo pháp thì không có vô thượng sư nào có thể đưa ra một cái cách gì mới mẻ để giúp cho các vị sớm để mà đắc đạo giác ngộ. Đó là những cái chiêu bài lừa đảo mê tín mà những con người yếu đuối hàm hố mau đắc đạo mà nhào vào. Cũng chưa ông nào bà nào có khả năng để đắc đạo cái đó cả. Tất cả mọi thứ trong cái giai đoạn này mà đưa ra như một cái con đường mới ngoài cái con đường của Phật dạy từ ngàn xưa đến giờ, chẳng qua là tà ma ngoại đạo mới có thể có một con đường mới thôi. Kinh điển đã từng nói như thế này: trong hiền kiếp này chỉ có duy nhất một Đức Phật A-la-hán chánh đẳng giác là người khai sáng và đưa ra con đường có một không hai trên cái lộ trình giác ngộ. Dĩ nhiên sau Đức Phật có rất nhiều các vị thánh tăng, và trong thời gian sau có rất nhiều các bậc tu chứng đắc đạo đưa ra những cách thức, nhưng mà dựa vào trên Phật Pháp để đưa ra, chứ không mang cái nghĩa như một ngoại đạo để loại trừ con đường của Phật Pháp. Những người khác lại đưa cho chúng ta những chiêu bài rất kiêu, nhưng mà đa phần chỉ những người Việt của chúng ta là
vướng phải con đường này. Tại sao vậy? Chúng ta biết cái gốc gác của con người Việt chúng ta rất nặng về tín ngưỡng. Đất nước chúng ta qua một quá trình hàng nghìn năm như vậy tồn tại và phát triển dựa vào tín ngưỡng. Cái ốc tín ngưỡng của chúng ta nó đã lệ thuộc vào cái này từ trong tim máu của con người. Tôi phải nói là như vậy. Và tín ngưỡng của chúng ta nặng đến độ mà cái gì mà chúng ta nghe ở trên thế giới này ai đưa ra cũng có những người Việt nhào theo hết. Đây là điều tôi thấy rất lạ. Tôi không cho rằng tôi là xấu. Giữ chính tín ngưỡng như một nền văn hóa dân tộc trong những cái nghi lễ hay là trong sự xã giao, cái việc đó không sai. Nhưng mà chúng ta lấy cái tín ngưỡng để trở thành mê tín thì cái này là cái sai. Tôi cảm thấy rằng cái gốc của con người mê tín chúng ta nhiều quá. Phải nói rằng mấy mươi năm do biến cố lịch sử, Việt Nam chúng ta, những người Phật tử nói riêng hay là cả cộng đồng người Việt chúng ta nói chung, không có cơ hội tiếp nhận và hiểu rõ về Phật Pháp. Cái vấn đề biến thái trong đạo Phật đã diễn ra cả một quá trình hàng mấy chục năm như vậy. Nó đã in trí trong rất nhiều cái người Việt của chúng ta, làm cho những người quá lậm thì trở thành kẻ mê tín, những người không lậm tiếp nhận kiến thức mới thì trở nên xem thường, đánh giá thấp và có tính cách quay lưng lại, đã tạo nên rất là nhiều lỗ hổng trong việc này. Thời gian gần đây, chư Tôn Hòa Thượng hay là những bậc chân tu đã tạo ra cơ hội học tu cho chúng ta và những thế hệ được mà gọi là đào luyện từ trường lớp, đã có bài bản hướng dẫn cho chúng ta, thì cũng mang cái nghĩa là trong một giai đoạn đó có rất nhiều các luồng tư tưởng mới được phát sinh. Và chính vì điều đó làm cho cái người Phật tử chúng ta chưa nắm rõ về cái cốt tủy của đạo Phật, cho nên chúng ta bị loạn đi trong vấn đề nhận thức. Mà vấn đề hồi nãy cô hỏi nghĩa trạch pháp đó, trạch pháp là từ những trí tuệ để nhận thức thẩm định cho tất cả các vấn đề, làm sao cho phù hợp với chân lý và đem đến con người có hạnh phúc an vui. Và vì vậy quá nhiều quả mù đã được tung vào trong cái xã hội hôm nay. Và người Phật tử chúng ta do không nắm được cái cốt lõi của vấn đề, cho nên không đánh giá được cái gì đúng sai phải trái. Chúng ta nghe ai nói cái gì đó, ai giỏi là ông nào bà nào đó, vô thượng sư là pháp sư nào đó, bất cứ cái gì sư sư đó, tà sư gì đó, cô không cần biết. Mà chúng ta nghe phìa ra cái là tự nhiên chúng ta hình như hay hen, hình như đúng hen. Bản thân chúng ta có biết khỉ gì đâu không đúng. Tức là chúng ta không có cái để nương tựa, để xác định vấn đề, cho nên cái gì cũng đúng hết đó. Ai lôi đầu này thì nhào theo đầu này, ai lôi đầu kia nhào theo đầu kia. Các vị biết đây là một trong những đề rất là quan trọng cho chúng ta trên việc tu hành. Chúng ta bị tà kiến. Người Phật tử chúng ta rất đáng thương. Tại sao bây giờ cần phải có các thầy hoằng pháp? Vì không có các thầy hoằng pháp không tạo cái giềng mối để cho các vị nắm vào, để cho các vị có thể đi một cái cách gọi là bớt đi những cái mà vấp phải. Những cái chánh pháp đưa ra như một sợi dây cương vậy đó, dựa vào dây cương này mà để chúng ta có thể đi nhanh, đi chậm, đi lượm thuộm gì đó, nó cũng có chỗ để bám vào. Còn bằng không, người Phật tử chúng ta ba hồi nghĩ dày, ba hồi nghĩ khác, rồi ba đạo này nó tác động thế này, ba hồi đạo kia tác động thế kia, ba hồi nhóm này muốn lôi kéo thế nọ. Chúng ta là những người dân lương thiện, chúng ta không biết được những cái mưu đồ này, mà chúng ta thấy rằng tất cả mọi thứ đều dán cái mác đều là lương thiện thánh thần, thì chúng ta cứ đu theo. Rất đáng tiếc cho các vị về điều này. Tôi đã từng nói trong rất nhiều bài giảng, không có kẻ cướp nào nó dán trên ngực nó là tôi là ăn cướp hết á. Kẻ trộm, kẻ cướp nào nó cũng không dán trên ngực nó cái câu tôi là ăn cướp, tôi là ăn trộm hết á. Cho nên ở đây đừng nói câu đạo nào cũng tốt hay là cái gì đó, cái câu đó đừng nói chung chung như vậy. Cái mác là một vấn đề, mà nội dung ở bên trong là một vấn đề khác. Cái mác gì đó không quan trọng, quan trọng là cái nội dung nó là vấn đề gì. Cho nên khi Phật giáo đưa ra một cái tiêu chuẩn để xác định chánh pháp, nó dựa trên nền tảng của tam pháp ấn, gọi là vô thường, khổ và vô ngã. Đây là một nền tảng không thể thiếu để xác định đó có phải là Phật pháp hay là tà ma ngoại đạo, mà các Phật tử không có biết. Thậm chí trong Phật giáo của chúng ta còn phìa ra những vấn đề để biến tướng. Đây là một điều rất đáng tiếc. Trong Phật giáo của chúng ta nó có một loại hình gần đây là loại hình tu tập mà gọi là tín ngưỡng mê tín và tính cách tôn giáo ở trong con đường tu học, đó là một phần nào đó của con đường tu tịnh độ, đã dẫn đến một cái sự sa đà sai lầm rất là lộ liễu
mà vẫn có những cái người này hô hào và tự xưng rằng mình làm như vậy là đúng, và đó là con đường tu ngắn, mang cái nghĩa là lợi ích, hay là tu đơn giản mà mau đắc đạo, mau giảng sanh, mau giải thoát gì đó. Mà đó là một dạng tôn giáo mê tín trong Phật giáo. Cái này cần phải để ý. Đã làm sai đi với nguyên tắc của nhân quả, sai với tính chất thuần túy của Phật học, là cái này các vị phải để ý. Cho nên á, trong đạo Phật không có tính tôn giáo. Cầu nguyện để được gì đó là cái này không phải trong Phật giáo. Cầu nguyện để được giảng sanh, cầu nguyện để được giải thoát, bằng niềm tin để được giải thoát bản sanh gì đó, cái này không có phải trong Phật giáo. Cái đó nó nằm trong các tôn giáo học. Những tôn giáo có mặt trên phương Tây này trong quá khứ đã từng đi bằng con đường đó, và họ đã thất bại trước nền văn minh khoa học phát triển hiện nay. Cho nên á, Đạt Lai Lạt Ma có trao đổi với một nhà khoa học. Ông ta có nói với Ngài Đạt Lai Lạt Ma rằng là: Ngài có biết rằng là khoa học là kẻ sát nhân của tôn giáo không? Ngài Đạt Lai Lạt Ma trả lời rất rõ ràng là: tôi biết rất rõ, nhưng mà đạo Phật phải là tôn giáo. Vì vậy tôn giáo sẽ trở thành nạn nhân của khoa học, nhưng Phật giáo nghiễm nhiên trở thành bậc thầy của khoa học. Mà Einstein là một nhà bác học người Đức, ông cũng đã từng nói gì: bước cuối cùng của khoa học chỉ mới là bước đầu của Phật học. Có nghĩa là khoa học đã đi hết mức, mà mới chỉ mới là lởm bởm được một cái vành đai nào đó của Phật pháp thôi, chứ còn chưa đi sâu vào được các vấn đề của Phật học. Như vậy các nhà khoa học lỗi lạc đại tài, người ta nghiễm nhiên người ta tôn trọng Phật giáo như vậy. Vậy mà có những người từ trong Phật giáo lại đưa ra một cái cách tu học lệch lạc biến tướng, lôi kéo cho nhiều người ngồi dị đầu đó niệm Phật chờ chết để được, mà sau khi chết để Phật đưa về Tây Phương Cực Lạc gì đó, bằng những cái cách tôn giáo mê lầm. Đơn giản quá, dễ tu, dễ đắc đạo và dễ giảng sanh. Cho nên bỏ cả vai trò của Phật, bỏ cả vai trò của Tăng. Bởi vì thấy mình tự có thể giác ngộ được bằng cái cách đơn giản đó mà. Đây là những dạng ngã mạn một cách mê mờ, tự loại trừ những vai trò của Tăng Bảo, và thậm chí tự loại cả Đức Phật. Trong khi cái nền tảng Phật học gốc là Đức Bổn Sư, Đức Phật Tông Phái là Đức Phật A-di-đà. Họ bỏ đi cái gốc, họ chỉ thờ Đức Phật A-di-đà, và họ cho rằng Đức Phật Bổn Sư đã hết thời rồi, thời này thời của Di-đà, cho nên chỉ niệm Phật là để mà đưa về Tây Phương Cực Lạc. Mà họ không hiểu được cái cốt lõi cho sự tu tịnh độ, làm sao để được giảng sanh, bản thân không nắm. Đặt ra một vài vấn đề gì đó, dựa vào một vài lời dạy nào đó của một vài vị tổ tịnh độ, lấy ra làm kim chỉ nam. Và thậm chí chúng ta cũng chưa hiểu hết cái ý tổ ở trong đó là cái gì nữa. Rồi chúng ta không hiểu gì hết, đơn giản quá mà. Ngày xưa còn có phải Phật nói Pháp, rồi bây giờ sau này chư Tôn Hòa Thượng, chư Tăng rồi nói Pháp. Còn bây giờ họ đâu cần nói, bởi vì đâu cần nghe, nghe nhiều tạp tu. Bản thân không biết cái quái gì hết trơn mà hô tạp tu, rồi đưa ra những cái cách thức tu mê mờ, ung đúc người ta trở thành một dạng tôn giáo học trong Phật giáo. Đi lại cái vết xe đổ hàng ngàn năm mà những tôn giáo của phương Tây đã từng đổ. Bây giờ họ lại đi chạy tìm những ánh sáng văn minh của phương Đông, trong đó họ vay mượn rất nhiều của Phật học để bổ sung lại những cái thiếu sót của họ. Thì ở đây chúng ta lại từ bỏ những cái nền tảng Phật học rất cơ bản của mình để đi chạy theo những con đường mà họ đã từng sai. Chúng ta làm vậy là chúng ta cho giỏi. Bởi vì trong một cái xã hội mở, thế giới tự do, cho nên những con người chúng ta tự do quá đà, và chúng ta có lỗi trong con đường hướng dẫn người khác tu hành, và có lỗi trong con đường mà nhận thức về ba ngôi Tam Bảo, Phật, Pháp và Tăng. Bởi vì chúng ta có thể đưa người ta giải thoát được, cho nên đâu cần mấy ông Tăng. Ai chết thì nằm cái bẹp đó, cái loại A Di Đà Phật, niệm Phật ngồi vỗ tay giảng sanh rồi á, họ có khả năng đưa người về mới vậy à, đâu cần gì đâu. Đâm heo thuốc chó gì đó, cái sắp chết cái loại cái niệm Phật, cái giảng sanh, tất cả ai cũng giảng sanh, bẻ công đi giá trị của nhân quả hết trơn trọi.
Sự giải thoát đâu phải do cái miệng chúng ta cho. Đâu ai có khả năng để thẩm định được điều đó. Lại banh con mắt của những người đó và hỏi họ có thấy giảng sanh không? Họ thấy Phật chưa? Bản thân của họ tự giải thoát được chưa? Và họ tin rằng họ có vãng sanh không? Hay là họ giảng sanh chỉ bằng niềm tin hay tưởng tượng? Giảng sanh mà phải đợi sau khi chết, đó là cái chuyện của gọi là tôn giáo hứa hẹn hảo quyền. Không có một cái lý giải, không có một logic, không có một cái tính Phật học gì hết trơn trọi. Chỉ bằng tín ngưỡng như vậy, rồi là lôi kéo cả đám người trở nên cái sự phân hóa trong Phật giáo. Rồi còn cho tu đúng tu sai này kia cái nọ, họ như vậy mới đúng thế này thế kia, tất cả như thế. Phật giáo đã mỏng ở trên thế giới phương Tây rồi, bây giờ còn làm cho mỏng hơn nữa. Chúng ta tự giết nhau tự hoại, chúng ta trở thành những chiếc đũa đơn lẻ để chúng ta tự bị người ta bẻ loại. Tôi đã từng giảng tại Mỹ cái bài giảng trong Las Vegas, là bài giảng là bài học từ bó đũa. Tôi có nói cái này, tất cả những cái vấn đề mà ngoài những con đường tu theo Phật pháp, tôi bảo đảm các vị không có ông nào bà nào trên cuộc đời này có thể giúp cho các vị được an lạc giải thoát thật sự, bảo đảm luôn. Tất cả mọi phương pháp âm thanh âm gì đó là một dạng biến tướng, lấy một vài ý nghĩa từ trong cái nghĩa của kinh Lăng Nghiêm, hình ảnh của Bồ Tát Quan Thế Âm, con đường tu tập bằng nhĩ căn viên thông, lợi dụng tín ngưỡng về quan âm của quần chúng, đã phịa ra những cái cách tu vớ vẩn, đã đưa những cái đám người đi vào tà kiến. Các vị có thấy một ai đi theo những con người đó để trở thành những con người an lạc giải thoát tự tại không? Hay là cuối cùng trở thành một đám bệnh hoạn, người chẳng ra người, ma chẳng ra ma, cứ mở mắt mà nhìn. Cho nên đây chúng ta thấy những cái điều này rất rõ. Tất cả những cái cách thức đó là những cái mà bằng tín ngưỡng cái chúng ta cho đó là đạo Phật, bởi vì chúng ta không xác định, chúng ta chưa đủ chánh kiến để chúng ta xác định các vấn đề. Thành ra vì vậy rất tiếc cho các Phật tử chúng ta. Cho nên nghe pháp không chịu nghe, kinh điển không chịu đọc, mà ở tai nghe ngóng ngóng ở đâu đó, ai nói ở đâu đó cái ông này hay, bà nọ hay, cái đó hay, nhanh đắt lắm. Chúng ta là người ham gọi là rẻ, bền, chắc, đẹp. Tức là cái gì nói dễ ăn, dễ dễ, cái gì cũng dễ chân á, khỏi cần hành trì, đơn giản vậy đó, vô vô vậy cái là thành đạo liền, sướng quá thành ra phái. Cái này bị thiên hạ đánh vào tâm lý của vấn đề mê tín của chúng ta. Yêu cầu hàng có chất lượng, bền, có thẩm mỹ, đẹp, nhưng mà giá rẻ. Thành ra các vị cũng vậy, tu cũng vậy đó. Làm sao đừng có từ bỏ, làm sao dễ tu, làm sao đơn giản nhất, tôi sống mọi thứ cho tôi thoải mái đơn giản thế này, nhưng mà thoát cái là tôi giác ngộ liền, bừng cái tôi giác ngộ liền, hay là đơn giản cái tôi giảng sanh liền. Phải, nó là tâm lý của chúng ta như thế. Không ai có thể đạt được hiệu quả từ những cái đó cả, bảo đảm các vị luôn. Càng dễ cả tin, càng đơn giản, càng như thế nào thì chúng ta lại càng đánh mất mình chừng đó. Đôi khi các vị hy sinh cho con đường tu học như thế để không được gì, đây là điều rất đáng tiếc. Vì vậy các vị thầy cần phải chia sẻ gần gũi với Phật tử. Tôi phải nói rằng có một thời gian trụ trì ở các chùa làm không hết vai trò của mình, phải nói là không thể đổ thừa cho quần chúng Phật tử được. Tu sĩ chưa làm hết vai trò để hướng dẫn cho các vị tu có bài có bản và đến nơi đến chốn, cũng do một quá trình mà chúng ta chưa được gọi là cải thiện. Nhưng ngay bây giờ, 5-7 năm qua cho đến hôm nay, trở về sau, chúng ta đã cải thiện rất là nhiều. Cũng nhờ các cái sự mà tiến bộ của nền khoa học công nghệ, làm cho chúng ta có cơ hội tiếp cận với Phật pháp. Đôi khi chúng ta không có dịp đến chùa để nghe pháp, nhưng mà chúng ta lên internet, chúng ta qua băng đĩa, chúng ta có những hard drive, có những ổ cứng, chúng ta có thể sử dụng trong mọi lúc mọi nơi, chúng ta cắm vào trong xe rồi chúng ta nghe như thế, thì dù ít dù nhiều chúng ta cũng tiếp cận được với Phật pháp. Trước kia muốn kiếm một buổi nghe pháp thế này rất khó. Bây giờ chúng ta dù không có cơ hội đến thế này thì chúng ta lên mạng tràn đầy. Nhưng mà mạng là một cái kho tàng, rồi là cái điều tốt cũng vô số mà điều xấu nó cũng không phải ít. Vì vậy chánh pháp cũng nằm đầy trên đó, mà tà pháp nó cũng không phải là ít trên đó.
mà tà pháp chừng nào thì nó dán nhãn, nó quảng cáo, nó phô bày, nó lôi kéo, còn cố hung chừng đó nữa. Cái đồ dởm nó la lối ôm sòm trời đất như thế vậy đó. Các vị nên nhớ là như vậy. Đa phần những bậc chân tu, những chánh pháp, người ta nói chung là người ta không có chiêu bài, người ta đơn giản. Còn cái nào tà pháp đi đâu la làng tới đó, lôi kéo đủ hết, quảng cáo đủ loại hết, rồi hô hào thánh thần này kia kia đó, đủ thứ ở trong đó, như một quả mù để tung vào chúng ta. Đây là điều rất tiếc. Nhưng mà trong thời đại này không khó để chúng ta phân biệt được cái này. Cho nên trở lại vấn đề tôi nói với các vị hồi nãy, dựa vào trong ba tiêu chí căn bản để chúng ta xác định được có phải là Phật pháp hay không, đó là vô thường, khổ và vô ngã. Bất cứ một ai nói giỏi, nói hay, nói cái gì mau đắc đạo gì đó, cái con đường này là siêu tuyệt, thời đại mới gì đó, tự sáng chế ra cái gì đó, mà không có những tính chất này, đều là tà ma ngoại đạo, đều là phỉnh lừa thiên hạ. Cho nên ở Việt Nam có một số những cái cuốn tào lao viết nội dung tầm bậy tầm bạ. Ở mặt thì Đức Bổn Sư, phía sau Bồ Tát Quan Âm, lật ra toàn là tào lao cứu đế gì trong đó không. Nhưng mà cũng để Phật đầy hết trơn như vậy, rồi cũng để chưng niệm Phật này kia. Mấy người ở ngáp tào lao mê tín gì cũng lên, cũng xưng thánh thần, cũng niệm Phật, cái chúng ta à đó là Phật thánh à, thế thế. Chúng ta bị những cái đó, chúng ta làm mờ mắt, đánh lừa chúng ta. Vì vậy cho nên vô thường, giáo lý của Đức Phật đã xác định rất rõ về chân lý vô thường, tức là mọi sự vật hiện tượng đều thay đổi. Thứ hai là vô ngã, tức là không có cái gì tồn tại mãi mãi, tất cả mọi cái sự có mặt đều là nhân duyên, thậm chí cả bản thân chúng ta, chứ đừng nói tất cả những sở hữu. Và bản chất vì vô thường vô ngã cho nên tất cả các thứ đều đem đến khổ đau chúng ta, bởi vì nó đều thay đổi. Tính chất vô thường, khổ và vô ngã này trở thành cái nền tảng mà gọi là tam pháp ấn. Ở đây các vị có thể nghe lại cái bài giảng tôi giảng là tam pháp ấn, hoặc là cái bài giảng là tìm hiểu tam tạng kinh điển Phật giáo. Cái này sẽ giúp cho các vị hiểu rằng những cái cơ bản nhất cho vấn đề nhận thức về kinh điển của Phật giáo, hay là một vài khía cạnh cơ bản để chúng ta biết đâu là Phật giáo, hay là đâu là những cái người dai mượn vớ vẩn để mà gọi là tung quả mù, làm mê mờ sự tu học của chúng ta. Tất cả những cái gì á, lừa vĩnh á, là đều có sự đe dọa. Các vị nên nhớ là như vậy. Phật pháp không có đe dọa. Như nãy cô này nè, cô bé này hỏi tôi có đe dọa gì đâu. Nhưng mà tất cả những cái người truyền bá mê tín là đe dọa hết á. Họ đe dọa làm này, không làm này là bà bắn thánh đâm ha, làm này là gia đình mày chết chùm ha, mày không làm này mày làm ăn nhà mày tiêu tán ha, còn mày làm vậy mày thợ này mày sẽ thành công ha. Đều đánh vào những tâm lý thành bại được mất của quần chúng để lừa phỉnh hết. Nhưng mà nói những điều như tôi thì không ai sợ hết á. Ví dụ bây giờ nói Phật pháp, tôi nói khô cuốn họng chưa chắc có người làm. Nhưng mà bà tám nào ở đâu vớ vẩn này, à mày làm cái đó ha, mày cái nợ, mày không nghe lời tao mày làm đó ha, à, mày làm ăn thất bại gia đình mày tan nát cho coi, là ba giò cả chạy. Những cái đám mê tín nào cũng là đe dọa người ta như thế, nhưng mà chúng ta lại sợ. Còn những lời Phật pháp người ta không đe dọa, nhưng mà nó không áp phê các vị lắm, vì những cái nghiệp của các vị về mê tín tà kiến là nói chung ác duyên hình như hơi bị nhiều. Cho nên chính vì chỗ đó chúng ta đã bị những con người khác, họ dùng cái chiêu bài mê tín và họ đánh vào tâm lý chúng ta để họ lường gạt chúng ta. Các vị có thấy người nào dựa vào những cái mê tín mà cuộc đời họ được hạnh phúc an vui không? Không bao giờ. Đây là điều nên để ý như vậy. Tôi đã chia sẻ với các vị rất nhiều bài về vấn đề mê tín rồi, tôi không cần lặp lại ở đây ha. A Di Đà Phật. Dạ. Con có hỏi câu là chúng con là những tử tại gia thì muốn hỏi là sao cuộc sống cho mình là được an lạc, an tâm, được an lạc. Vì cuộc sống ở xứ này là xứ công nghiệp, thì con người cứ một vọc trong hãng hoặc là làm cái này cái nào, nói chung là vì cuộc sống gia đình nó không được bình an, thì con muốn hỏi làm sao, làm thế nào đạo Phật để cho chúng ta được an lạc. Rồi, thầy cảm ơn chú câu này.
các vị cứ nghĩ an lành là đi kiếm một cái chỗ mà gọi là không có vấn đề để chúng ta được an lành à. Đây là chúng ta tưởng tượng thôi. Cho nên trước khi chia sẻ, tôi kể cho các vị một câu chuyện làm một đề tài dẫn nhập. Đây là câu chuyện tôi đã từng chia sẻ với các vị trong một bài giảng, hình như là đi tìm chốn bình an. Tôi có nói trong đó, tôi kể câu chuyện là về người xưa họ có đưa ra một cái cuộc thi vẽ, đưa ra bức tranh về một cái hình ảnh bình an. Thì trong một cuộc thi là nói là ai mà vẽ bức tranh mà nhà vua chấm, mà thấy rằng đó là một cái cảnh mà gọi là an lành bình an nhất, thì người đó sẽ chiếm giải. Và các vị biết rằng biết bao nhiêu các danh họa họ là trổ tài để họ thi, để họ đạt cái phần thưởng của cuộc thi này. Thì các vị biết rằng là các cái quần thần, là những người trong ban giám khảo á, tham khảo hết tất cả các bức tranh và cuối cùng chọn lựa được hai bức tranh mà để dâng lên nhà vua. Đây là hai kiệt tác, nó phản ánh được với cái chủ đề vua đưa ra, đó là một cái cuộc sống bình an và thật sự bình an. Thì hai bức tranh này đưa ra cho nhà vua xem. Bức tranh đầu tiên là hình ảnh trong một thung lũng nọ, nước mặt hồ trong xanh, yên lặng đến độ mà không có gợn một chút sóng. Cây ở xung quanh nó in bóng một cách rõ nét như là chính bản thân nó ở trên không. Xung quanh là núi đồi, sống trong một cái cảnh rất là bình an. Trên trời không có một áng mây, không có một chiếc lá vàng rơi, không có bất cứ gì cả. Mà nhìn một cái cảnh tượng mà thật sự nó dường như là như một cảnh tượng tĩnh, chứ không còn là cảnh tượng động nữa. Đó là bức tranh đầu tiên được chọn. Bức tranh thứ hai cũng được chọn, nhưng bức tranh này ngược lại hoàn toàn với bức tranh đầu tiên. Bức tranh thứ hai là mây đen kéo phủ trời, gió mà cây cối mà nghiêng ngả, mà lá nó đổ xạc xào. Và chúng ta thấy cảnh tượng xung quanh là khói bụi mù bay, cát bay mọi thứ, và nước không có được nằm yên, thác ở trên suối nó đổ ầm ầm như thế. Và trong một cái mỏm đá nọ có một cái tổ chim, và hai con chim nó nằm rỉa lông ở trong cái mỏm đá đó. Và hai cái bức tranh này khi đưa ra, nếu các vị là giám khảo, tôi hỏi các vị bức tranh nào sẽ đạt? Bức tranh thứ nhất hay bức tranh thứ hai? Hả? Ai nói bức tranh thứ nhất đưa tay lên. Một người, hai người, còn ai nữa không? Vậy ai nói bức tranh thứ hai đưa tay lên, các vị làm giám khảo đi. Một người, hai người, ba người, bốn người, năm người, sáu người, bảy người, còn nhiêu là sao? Ồ, nếu mà để giải thích còn gì nữa đấy, để đố. Cho nên các vị biết rằng tôi đưa ra hai hình ảnh đó để cho các vị tự nhìn nhận và chọn lựa để trả lời cái câu hỏi của chú này. Các vị biết rằng thế giới là một cái thế giới động, thế giới sống, thế giới tồn tại. Yên tĩnh một cách tuyệt đối như vậy chỉ có chuyện trong tranh, chứ không bao giờ là sự thật. Các vị hiểu ý này không? Cho nên cái bức tranh đầu tiên yên tĩnh đến độ mà không thể nào là sự thật, nó chỉ là cái chuyện trong tranh. Nhưng mà bức tranh thứ hai là giữa bốn bề gió bão bùng, nước nôi mây đen cuốn, thế thấy mưa gió sấm chớp như thế, mà mỏm đá nọ có một cái đôi chim rỉa lông được. Đó là một cuộc sống thật, tức là trong muôn vàng cái biến động nhưng mà người ta vẫn tìm được sự bình an. Như vậy muốn có một cuộc sống bình an không phải là đến một nơi hoàn toàn yên ả, không có cái gì để chúng ta được an. Muốn được an như vậy chỉ có về cực lạc thôi. Còn giữa trần gian này muốn an là chúng ta phải tự an trong sự bất an. Các vị nên nhớ là như vậy. Người ta định nghĩa một cái hạnh phúc rất là đơn giản: giải thoát là tự do trong ràng buộc, hạnh phúc là tự tại giữa khổ đau. Cái câu này người ta cho chúng ta thấy cái điều gì?
giữa một cuộc sống như thế này là một cuộc sống động. Con người chúng ta rất là phức tạp, nhưng làm sao trong một cuộc sống động mà muôn người phức tạp mà ta không phức tạp? Đây là mới giỏi và chúng ta mới có thể bình an để sống. Trong một công ty 1.000 người làm, ai cũng có thể làm và mỗi người có cảm giác khác nhau, nhưng ta là không làm được. Thằng này vậy, con đó vậy, công ty vậy, giám đốc vậy, chỗ đường đi vậy, tất cả mọi thứ bỏ đi chỗ khác, thì chỗ khác cũng thằng này vậy, con kia vậy, công ty vậy, giám đốc nọ bỏ đi chỗ khác. Bao nhiêu người ta làm được, con mình đi đến chỗ nào cũng không có hài lòng mình hết trơn rồi. Như vậy các cái ngoại cảnh không vì chúng ta để nó chiều. Chúng ta không phải là thánh thần, chúng ta phải tùy duyên tùy ngoại cảnh để chúng ta tồn tại, chứ không phải là chúng ta bắt ngoại cảnh tùy chúng ta. Nhưng mà chúng ta nên nhớ, chúng ta có an lạc thì chúng ta đến đâu cũng an lạc. Mà Đức Phật từng dạy là tùy sở trụ xứ thường an lạc là chỗ này. Vì vậy giữa cuộc đời này chúng ta muốn an lạc không phải là Phật ban xuống cho chúng ta. Chúng ta cũng không phải là đơn giản mơ mộng như một nhà thơ: tôi ước mơ một chân trời giá lạnh, một vì sao trơ trọi cuối trời xa, để nơi ấy tháng ngày tôi lẩn trốn nỗi ưu phiền và những khổ buồn lo. Không phải mơ mộng như các nhà thơ như thế, mà ở đây là một cuộc sống thật. Chúng ta làm sao an giữa những cái bất an? Khi sống trong một cái thế giới như thế này, chúng ta lại bất an. Chúng ta sống trong một cái hoàn cảnh nghèo khổ, chúng ta bất an. Bây giờ chúng ta có dư ăn dư mặc cũng bất an. Chúng ta sống đơn thân cũng bất an, có vợ cũng bất an. Ngày xưa sống không có xe cũng bất an, bây giờ mua được xe cũng bất an. Ngày xưa chưa có con cũng bất an, giờ có con cũng bất an à. Vậy thế nào để an? Bán bưng đi bán đổi kiếm được từng đồng từng cắt bất an, bây giờ lúc nào cũng có ăn trong mồm cũng bất an. Vậy làm sao để được bình an? Cho nên các vị không bao giờ hài lòng với chính mình, chẳng phải là cuộc đời nó bất an. Cuộc đời nó vốn vậy mà. Các vị có an nó cũng thế, không an nó cũng thế. Đâu phải do các vị để nó làm thay đổi đâu. Các vị đâu phải thượng đế để các vị thay đổi được các vấn đề. Vì vậy ở đây an hay không tùy sự ứng dụng quán chiếu tu tập của chúng ta. Chúng ta tu tập bằng cách nào? Sở dĩ tại sao chúng ta phải lo lắng khổ đau? Bao nhiêu người sống như chúng ta, tại sao họ khổ, tại sao chúng ta khổ? Ví dụ bây giờ sống cùng trong một ngôi nhà này, bao nhiêu người cũng bình an, có mình ta sợ ma. Tại sao? Tại tâm chúng ta sanh. Bởi vì tâm chúng ta nhát, tâm chúng ta sinh, thì bao nhiêu người ta không nghĩ ma, ta không sợ. Chúng ta nghĩ ma, chúng ta sợ. Do tâm chúng ta tự sinh. Mà thật sự có ma không? Trong căn phòng này có ma gì đâu. Và thậm chí có, nó mình ai làm gì nhau. Bản thân ma không có làm gì chúng ta chứ, trời á. Ma là một cái thế giới của chính họ, ở ngạ quỷ và địa ngục. Họ tồn tại chính nghiệp cảm của họ, họ còn thấp hơn cõi người của chúng ta nữa. Phước báo họ kém hơn chúng ta, họ mới đọa vào những thế giới đó. Không có một lý do gì họ quay ngược lại với chúng ta để họ làm chúng ta thế này thế kia. Những chuyện đó có ra là do phim kinh dị, phim ma đầu độc cho chúng ta, hoặc là những cái lời đồn của xã hội dân gian cho những người yếu vía để dệt thiêu vớ vẩn. Còn trên cơ bản không có chuyện đó. Vì vậy trở lại vấn đề này, chúng ta phải sống trong một cái này bằng tính cách quán chiếu của chúng ta. Người ta nói ở đây chúng ta có một cái ngôi nhà để ở, có một cuộc sống, có một chén cơm manh áo hàng ngày, có một đồng tiền để chi tiêu. Chúng ta đã trở thành một trong những người mà thuộc về giàu nhất trên thế giới rồi đó. Bởi vì thật ra mà nói, trên thế giới này mỗi một giây có hàng trăm hàng ngàn người chết vì đói. Nói chung là ta chiết tính riêng một châu Phi thôi, mỗi một giây như vậy 60 trẻ em chết vì đói. Một tính từng giây như vậy. Như vậy ở trên thế giới này, nếu tính ra trong một giây như vậy sẽ nhiều hơn cái số lượng 60 tại châu Phi. Người ta tính một cách chung chung như thế. Vậy thì ở đây chúng ta đang sống hạnh phúc mà chúng ta lại cho là chúng ta bất an. Vì sao vậy? Có thể do chúng ta vì chúng ta tham, hay là vì chúng ta cầu toàn, hay là vì ở đây là chúng ta có quá nhiều cái vấn đề suy tư, tức là tâm chúng ta dao động. Trở lại vấn đề, đạo Phật dạy cho chúng ta ở đây, chúng ta hằng ngày chúng ta sợ gì? Sợ thành bại được mất hay là sợ cái gì? Sợ bệnh, sợ chết, sợ này sợ kia, sợ già sợ xấu hay sợ gì?
Tất cả ở đây trong lòng chúng ta có nhiều ước mơ quá, cho nên chúng ta không được bình an. Cái ước mơ là nguyên tắc của con người, nhưng mà không vì những ước mơ để làm cho chúng ta bị khủng hoảng về tâm hồn. Ví dụ như có những người không có bệnh, nhưng mà nghe xung quanh là tự nhiên khủng hoảng về bản thân, cứ nghĩ rằng mình sẽ bệnh và mình sẽ chết vì những thứ đó. Đây là chúng ta tự đặt ra những vấn đề mà khi chúng ta chưa có. Hoặc thậm chí chúng ta đang bình an vậy mà chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta chết cách này, chúng ta chết cách kia, hoặc cái này cái kia nó xảy ra chúng ta, rồi chúng ta khổ đau thế này thế nọ. Ở đây là do chúng ta tự tâm chúng ta sinh nhiều thứ quá, cho nên vì chỗ đó mà một cái giai thoại rất ngắn mà giữa tổ Huệ Khả và tổ Bồ Đề Đạt Ma. Khi ngài Huệ Khả đến gặp tổ Bồ Đề Đạt Ma, thưa rằng: Bạch Hòa Thượng, tâm con không an, xin ngài cho con pháp an tâm. Thì lúc đó tổ Bồ Đề Đạt Ma yêu cầu một câu: ngươi đem tâm ra đây ta an cho. Thì lúc đó ngài Huệ Khả kiếm tâm hoài kiếm không có, nói là: con tìm tâm hoài không thấy. Thì tổ Bồ Đề Đạt Ma nói là: ta đã an tâm cho ngươi rồi. Như vậy cái an và cái bất an là từ chỗ sinh tâm. Vì chúng ta tưởng hơn sự thật cho nên chúng ta khổ đau trong cái gì cả, trong khi sự thật vẫn là một cái điều bình thường như vậy. Cho nên là tôi nói với các vị: không sợ chết, không sợ bại, không sợ mất, thì chúng ta không sợ sống, chúng ta không sợ thành, và chúng ta không sợ có. Vì chúng ta đang có, đang sống, đang thành, cho nên chúng ta cứ sợ chết, mất và bại. Vì chúng ta sợ như vậy, trong khi nó chưa là phải là một vấn đề sự thật, chúng ta tự diễn dịch trong tâm. Thì những người này tâm thuộc về tâm sanh diệt và nhạy cảm hơn bao nhiêu người khác. Riêng chú này hỏi không có nghĩa là bản thân chú gặp phải, rất nhiều người gặp phải chứ không phải là như thế. Tùy cái mức độ giác ngộ và tu tập của mỗi con người chúng ta về sự làm chủ và quán chiếu được sự thành bại được mất khác nhau, để chúng ta có một sự an ổn khác nhau. Người hơn nhau ở chỗ không phải là người này dư ăn dư mặc để họ được bình an. Nếu một người dư ăn dư mặc mà tâm còn tham và tâm sanh diệt, người này vẫn khổ đau như thường. Giống như trong Kinh Di Giáo, Đức Phật đã từng dạy là: tri túc tri nhân tuy ngoạ địa thượng du dư an lạc, bất tri túc giả tri sử thiên đường diệt bất xứng ý. Là chỗ này, cái người biết đủ, người hài lòng với chính mình thì nằm dưới đất cũng được an lạc. Người không biết đủ, người không hài lòng với chính mình, ở trên thiên đường cũng không dự ý. Vì vậy khổ vui ở đây do cảm nhận của chúng ta chủ quan về khổ vui hơn là vấn đề bên ngoài làm chúng ta khổ vui. Cuộc sống vốn là như vậy. Cho nên Nguyễn Du từng nói là: cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Tức người sống bằng tâm lo lắng, tâm trạng bất an thì cái cuộc sống họ như thế nào họ cũng bất an hết đó. Và chỉ có khi nào tâm họ bình an thì cuộc sống nào họ cũng an lạc. Và nên nhớ, những người tâm dao động nhiều, khi gặp hoàn cảnh trớ trêu, người đã sẽ rơi vào tuyệt vọng nhanh hơn người khác. Đây là một cái câu chuyện mà tôi đã từng được đọc. Đây là những cái nghiên cứu của chính nước Đức này trong Thế chiến thứ hai. Người ta đã tổng hợp lại cho chúng ta hiểu được một việc là: trong cuộc chiến vừa rồi, có những cái chiếc tàu chiến á, khi mà họ bị ngư lôi nổ giữa biển á, rồi á, là những cái người lính á, họ sẽ sống trên biển dài 3 ngày hoặc là dài hơn nữa để họ chờ những tàu cứu hộ. Thì đa phần khi những cái chiếc tàu mà đến cứu hộ á, đa phần họ cứu được những người lão thành, những người có tuổi tác không à, còn những người thanh niên là chết hết. Thay vì những người đó là phải khỏe mạnh, cường tráng, phải có cái sức chịu đựng tốt hơn, nhưng mà đa phần là những người đã chết hết. Những cái chiến hạm, chiến tàu và gặp mà tai nạn rồi đó, thì khi tàu cứu hộ đến cứu đó, đa phần là còn lại những người mà lão thành, những người đã từng đi tàu, những người đã từng sống chết, những người từng gặp khổ vui. Thế thì họ còn tồn tại. Thì sau đó người ta mới tìm ra được một cái nguyên nhân. Cái nguyên nhân duy nhất là những người có tuổi tác họ đã từng vượt qua rồi, họ có kinh nghiệm, cho nên cái hy vọng tồn tại và niềm tin và bản lĩnh của họ đó nó có. Còn đa phần những người trẻ, người chưa có kinh nghiệm, mặc dầu có sức khỏe, thể lực rất tốt,
nhưng mà họ chưa có kinh nghiệm, cho nên là gặp biến cố họ tuyệt vọng liền. Họ nghĩ rằng họ không thể sống nổi vì tâm tuyệt vọng, cho nên họ tự buông mình và họ tự chết trước khi cứu. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy là cùng một hoàn cảnh giống nhau, cái người có khả năng chịu đựng hơn thì lại chết trước, mà người không có khả năng chịu đựng nhiều nhưng mà lại họ sống. Như vậy sự khác nhau ở chỗ nào? Chỗ con người có tâm lạc quan và tâm mạnh mẽ, và nói chung là họ tự cứu họ bằng cái tâm bình an của chính họ đó, thì họ sẽ sống còn một cách tốt hơn. Vì vậy giữa một cuộc sống này, các vị thấy vật chất văn minh đầy đủ, nhưng chúng ta vẫn khổ đau vì tâm chúng ta vốn lo lắng quá nhiều. Chúng ta tự suy nghĩ ra những điều chúng ta lo lắng hơn là sự thật. Vì vậy chúng ta hãy đưa ra các vấn đề là dù có chết cũng không đáng sợ đâu, thì tự con người chúng ta an. Tôi đã chia sẻ với cái này với những người bệnh tật ung thư, hay là những người tuyệt vọng, hay những người thất bại nhiều lắm rồi. Và tôi đã chia sẻ trong cái bài mà vượt lên nỗi đau là một, cái bài thứ hai là bí ẩn từ nghịch cảnh là hai, và nhiều bài giảng khác nữa, mà trên cơ bản là tôi nhớ là những cái bài như thế. Tôi đã giúp cho các vị ba là bài phương pháp an tâm, bốn là lo lắng nỗi ám ảnh con người. Đây là những bài giảng mà tôi giúp cho các vị có một cái nhìn tốt hơn, để chúng ta có một cái cách gì đó để mà giúp chúng ta được bình an. Cái này không phải Phật ban, không phải ai ban cả, chính chúng ta ban chúng ta. Chúng ta hiểu đúng lẽ thật là chúng ta ban chúng ta. Còn tâm chúng ta mà hiểu không đúng lẽ thật, tâm chúng ta tự dệt thiêu là tại chúng ta hại chúng ta. Tôi nói các vị đơn giản vậy thôi. Đau khổ không phải là từ sự thật. Hai người cùng tên cùng tuổi, có thể khác ngày tháng hay cái gì đó, nhưng mà cùng đi khám chung trong một bệnh viện, nhưng chẳng may là người thật sự họ có bệnh thì họ lại được báo kết quả là không có bệnh. Còn cái người không có bệnh nhưng mà chẳng may là bị nhầm, họ báo là cái kết quả có bệnh. Trong khi đó một cái người mà gọi là không bệnh mà khi báo kết quả như vậy tự nhiên sanh bệnh. Và khi sanh bệnh như vậy là người này tự suy nhược tinh thần, xuống sức, và người này dường như là có thể là buộc và có thể chết sớm. Trong khi cái người kia thật sự họ có bệnh nhưng mà họ được cái kết quả không bệnh, cho nên họ đang bệnh mà họ vẫn tỉnh queo, họ vẫn bình an, họ vẫn cảm thấy không có vấn đề. Như vậy cái mức độ tâm lý là vô cùng quan trọng. Một khi tâm lý chúng ta sa sút, tự tất cả các sự vật hiện tượng xung quanh chúng ta đều sa sút theo. Tâm chúng ta lạc quan thì mọi cái việc hiện tượng xung quanh chúng ta đều lạc quan theo. Cho nên người lạc quan là người tự ban thưởng lấy chính mình, và người bi quan là người tự trừng phạt lấy chính mình. Chúng ta tự trừng phạt và ban thưởng chúng ta bằng những cái tâm lý của chính mình. Một người suy nghĩ tích cực lạc quan, họ tự an vui, họ tự bình an, họ tự sống một cách đơn giản nhưng mà họ vẫn hạnh phúc. Còn người có tâm bi quan, dù sống trong hạnh phúc vẫn cảm thấy không có an ổn và không vui, không an lạc tí nào. Đây là cái cách từ sự quán chiếu chuyển hướng tư duy của tất cả chúng ta. Tôi cho chú một cái câu này để chú làm một cái bùa hộ mệnh và trở thành cái kim chỉ nam dán ở ngay cái đầu giường của chúng ta vào mỗi buổi sáng. Ngày mai dù có ra sao nữa, dù có ra sao cũng chẳng sao. Nhưng chúng ta xác định được một điều rất rõ là ngày mai dù cái gì đó là một sự thật. Cứ thản nhiên và bình thản đối diện với sự thật đó, chắc chắn rằng chú không bao giờ có một tâm dao động và bất an nữa. Chúc chú có những chuỗi ngày sắp tới luôn được bình an. A Di Đà Phật. Rồi, mời các vị. Con tối một buổi tối con tụng kinh sám hối. Tụng kinh xong rồi thì con hồi hướng cho cha mẹ, dù là những biết dạy hiện tại, và con hồi hướng cho những nhân linh, có được không thầy? Dạ được, đâu sao đâu. Nếu không được cô đâu có đối diện trước thầy. Cô tiêu rồi. Các vị tu tập, các vị làm việc phúc đức, các vị muốn hồi hướng cho ai, đó là quyền của các vị.
Nhưng điều quan trọng không phải do các vị hồi hướng, mà những chúng sinh đó, những đối tượng được hồi hướng được gì từ sự hồi hướng đó. Cái hồi hướng là chính chúng ta đó. Chúng ta hồi hướng để cho tâm chúng ta được rộng mở, có nghĩa là nuôi dưỡng tâm bồ đề hay là tâm từ bi. Khi chúng ta có một cái lợi lạc nào đó mà chúng ta có một tâm để mà hướng đến một người đó, để xác định được rằng lòng đại bi của các vị đã được lớn, và vì vậy phước báo của các vị được nâng lên từ cái hành động đó. Cái này đơn giản như vậy. Tôi đi đến một cái xứ này, ai cho tôi một ly chè, một cái miếng nước nào ngon quá, tôi uống vào, tôi cảm thấy rất là ngon. Ngay lúc đó tôi sẽ nhớ đến người thân của chúng tôi ở quê nhà. Có thể nhớ đến mẹ, nhớ đến cha, hay nhớ đến một ai thân thuộc của chúng ta. Tôi nhớ, tôi nói ước gì những người thân của chúng tôi có thể uống được những ly nước này để cảm thấy sự ngon đó. Người thân tôi được gì? Những người tôi nghĩ đến họ sẽ được cái đó, họ được gì? Họ không được gì hết. Nhưng mà cái đó nó thể hiện gì? Những người như vậy là họ có đạo lý, sống có tình người. Như vậy khi cô làm một hành động tốt, cô hướng đến người thân cha mẹ, cha mẹ chưa được gì nhưng mà xác định được rằng là lương tâm đạo đức của cô. Về mặt từ bi, về mặt đạo đức của con người, chúng ta làm bất cứ một việc lành đều nhớ đến những thân bằng quyến thuộc là xác định về đạo đức. Đó là những phúc đức mà không phải dễ gì có được. Những người có lương tâm đạo đức sẽ mới có tâm đó. Chúng ta không có nhớ cha nhớ mẹ hoặc là với người thân, chúng ta đi tìm sự hưởng thụ cho riêng bản thân mình. Nhưng những người có sống có tình có nghĩa thì bất cứ một hạnh phúc nào người ta đều nghĩ đến người thân, dù người thân chưa được gì nhưng mà đó là lòng đại bi. Và chính đây này nó làm cho phước đức của cô được tăng trưởng từ cái thiện tâm đó của một con người có đạo lý, là một quy luật của nhân quả. Vì vậy tại sao trong chùa bất cứ một hành động nào đều khuyên các vị sau một bài kinh hay là làm cái việc gì cũng nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả. Thật sự hướng bao nhiêu là chuyện của các vị, không phải các vị hướng để chúng sinh được cái gì, nhưng mà lòng từ bi của các vị được rộng mở từ từ. Và lòng từ bi các vị lớn bao nhiêu thì công đức các vị được ngang tầm bấy nhiêu. Nói như vậy để mang cái gì? Mang cái nghĩa là phải thật sự từ đáy lòng hồi hướng bằng tâm bồ đề, chứ không phải là vì muốn nó lớn cho nên cố mà hồi hướng bằng tham. Cái này đi theo quy luật của nhân quả, chứ không phải là có cái chuyện mà gọi là chúng ta cố làm máy móc để chúng ta được cái gì đó. Không bao giờ có những chuyện như thế. Tôi kể cho các vị nghe một câu chuyện. Đây là một câu chuyện thiền. Và các vị nghe câu chuyện thiền này để các vị lấy đây làm một cái nguyên tắc cho tất cả những hành động thiện của chúng ta trong mai này. Một bà lão, bà đến gặp ngài Triệu Châu. Bà thưa rằng: Bạch Hòa Thượng, thân già này là thân nữ, nhiều bệnh tật khổ đau này cái nọ, và thân nữ nó có nhiều chướng nạn, con chán lắm rồi, bây giờ con muốn làm sao, con tu cái cách gì, hòa thượng chú nguyện và hồi hướng cách gì để cho con được chuyển thân nữ thành thân nam? Thì lúc đó hòa thượng gật đầu nói: bà theo tôi. Thì khi theo hòa thượng Triệu Châu lên tới chánh điện, thì lúc đó hòa thượng Triệu Châu mới dặn bà lão này: bà nên nghe cho kỹ, tôi nguyện ở trước Phật cái gì thì bà nguyện theo tôi như vậy, cứ y như mà lời tôi nói thì bà hãy thành tâm bà nguyện, bà sẽ được như ý. Thì lúc đó hòa thượng Triệu Châu ở phía trước, ngài mẹ lâm râm ngài khấn, ngài nói: nguyện mười phương chư Phật, con tên đó họ đó, thân nữ như thế này, hôm nay con xin khoác một đại nguyện, con xin mãi vĩnh kiếp trong cuộc đời này làm thân tướng nữ, để con chịu đựng hết bao nhiêu điều phiền não khổ đau thiếu sót gì đó của thân nữ từ kiếp này đến vĩnh kiếp về sau. Hòa thượng nói chưa dứt lời, các bà khiều: hòa thượng ông có nghe lộn không? Tôi nói với hòa thượng là nguyện làm sao cho tôi được thành thân nam, để tướng trượng phu, để được trang nghiêm mọi thứ, còn chúng sinh nào đó thân nữ nào đó kệ nó cho mắc gì dính dáng đến tôi, bắt tôi chịu nó từ đây tới vĩnh kiếp. Lúc đó hòa thượng Triệu Châu mới xá bà, xá bà mãi mãi mang thân nữ này rồi. Như vậy thì bây giờ cái điều đó các vị thấy điều gì? Khởi phát tâm là để chúng ta thay đổi đi cái các cái nhận thức về tâm tư ích kỷ mọi thứ của chúng ta. Thông thường chúng ta làm được cái gì tốt, chúng ta muốn cho mình hay muốn cho người,
muốn cho mình, ăn cái gì ngon muốn ăn một mình cho cố, cái gì được tốt muốn cho một mình, tất cả mọi thứ muốn gom vào không muốn sang ra. Đây là thói ích kỷ của con người. Như vậy lời Đức Phật dạy cho chúng ta là từ bi tâm hướng đến người khác với bất cứ một hành động thiện là để chi vậy? Nghĩ đến người khác có nghĩa là ban cởi mở lòng, bỏ cái tâm ích kỷ đi, hướng về một cái tâm vị tha rộng lớn. Thì từ cái tâm vị tha đó, đó là cái cách để thay đổi tính nhân quả. Phước báo của con người được nhân lên từ cái tâm niệm của chúng ta. Cho nên các vị nên nhớ, hồi hướng là một cái cách thức mà gọi là lại làm cho chúng ta thay đổi về cái tâm tính của con người trong từng ngày. Mà nhất là quan trọng là hồi hướng phải thành tâm. Cho nên tôi không muốn đọc một bài hồi hướng thuộc lòng. Các vị hồi hướng thuộc lòng tôi không có thích, nhưng mà các vị cứ đọc. Nhưng mà cơ bản nhất, hồi hướng phải tự đáy lòng chúng ta. Chúng ta làm được một cái phước thiện gì đó, cái chúng ta ngay chúng ta khởi bằng cả một tâm, chúng ta tự phát khởi một lời hồi hướng của chính chúng ta. Cái đó, đó nó xuất phát từ tâm bồ đề và tâm từ bi rộng lớn đó. Nó sẽ đem các vị đến cái hiệu quả để các vị thay đổi tâm tính con người tốt hơn trong cuộc sống hôm nay và ngày mai. A Di Đà Phật. Mời các vị. Thầy mời anh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ thưa thầy, dạ con có xin hỏi thầy, con hiểu cái này không biết đúng không thầy? Là chánh pháp á, là mình phải tu tập, mình phải cố gắng tu tập làm sao để cho mình tự nhận ra cái bản chất thực của mình như vô ngã, là tánh giả tánh không. Dạ đúng thầy. Hết rồi đó hả? Ngôn ngữ và chân lý là hai phạm trù khác nhau vời vợi. Chân lý là một sự thật. Bây giờ tôi nói vô ngã hay tôi nói tánh không, tôi nói niết bàn, tất cả những cái này là ngôn ngữ. Trong khi vô ngã, tánh không, niết bàn là một cái sự thật không ngôn ngữ, mà cái đó là thực chứng. Và chân lý là như thế. Thì cái này được so sánh đơn giản như vậy là giống như chúng ta lý thuyết về cục đường. Chúng ta nói đường nó ngọt như thế, đường như thế, như thế, như thế, và đường như vậy. Chúng ta viết thành một tập dày như thế này lý thuyết về đường. Và các vị đọc đi đọc lại và các vị nhẩm từ đây cho đến tiếng đồng hồ nữa thôi. Các vị nói đường là ngọt, đường là ngọt, đường là ngọt. Các vị nói tiếng đồng hồ nữa miệng ngọt không? Hả? Không. Vậy các vị nói tới ngày mai ngọt không? Không. Vậy làm tháng nữa ngọt không? Năm. Như vậy chúng ta, cái miệng nói đường và ngọt, và sự thật cái ngọt của đường, hai cái này là hai phạm trù khác nhau hoàn toàn. Cái lời chúng ta nói đường là ngọt là ngôn ngữ. Bản chất ngọt thật của đường là chân lý. Cái đó khi chúng ta nếm vào miệng, chúng ta khỏi cần nói đường là ngọt, biết không? Nếu chúng ta lấy một miếng đường bỏ vào miệng, có cần nói đường là ngọt không? Nhưng mà ngọt không? Như vậy chân lý và ngôn ngữ là hai vấn đề. Vì vậy chân lý là lý thuyết, nương lý thuyết đó để đạt được mục đích của vấn đề, đây là việc quan trọng. Để đạt được vô ngã, để đạt được tánh không là cả một quá trình. Lý thuyết về vô ngã tánh không chúng ta có thể nghiên cứu và lập luận, chúng ta có thể hiểu được. Vì vậy tất cả các kinh điển trong lời Đức Phật dạy đó là một phương tiện. Không có kinh điển chúng ta không thể nào có khả năng để đạt vào chân lý. Nhưng mà ôm phương tiện để làm chân lý là sai lầm. Cả đời này chúng ta nói vô ngã, nhưng mà chúng ta có vô ngã không? Cái miệng nói vô ngã, vô ngã, vô ngã, nhưng mà đụng tới đi biết, có phải không? Cái miệng nói từ bi, nhưng mà cả đời này miệng nói từ bi mà chắc gì ta từ bi. Miệng nói vô ngã nhưng chắc gì chúng ta vô ngã. Lý thuyết và chân lý là hai phản trời cách xa vời vợi. Nhưng chối bỏ lý thuyết chúng ta không thể nào có khả năng đạt chân lý. Vì vậy trong kinh Viên Giác mới đưa ra một câu: nhất thiết tu đà la giáo như tiêu nguyệt chỉ. Nhất thiết tu đà la giáo là chỉ cho tất cả các kinh điển như tiêu nguyệt chỉ, là như ngón tay chỉ mặt trăng. Ngón tay là kinh điển, chân lý là mặt trăng. Nương ngón tay để thấy mặt trăng, chứ không phải cho ngón tay là mặt trăng. Các vị hiểu điều này. Như vậy thì không có ngón tay chúng ta không thấy trăng, bởi vì không ai chỉ.
nhờ ngón tay chỉ mới thấy mặt trăng. Ví dụ tôi nói à bóng đèn kia, các vị nương vào đây các vị này để các vị thấy bóng đèn, hay là các vị thấy tay tôi là bóng đèn hả? Nương cái tay tôi để thấy bóng đèn, đúng không? Như vậy nếu các vị chấp cái tay tôi nói kìa bóng đèn kìa, các vị chấp ngay tay tôi là bóng đèn, chừng nào các vị thấy bóng đèn hả? Mãi mãi không thấy. Nhưng mà không có cái tay tôi các vị thấy bóng đèn không? Không. Như vậy thì ở đây cho ví dụ để các vị thấy rằng kinh điển là diễn tả niết bàn vô ngã giải thoát là ngón tay của tôi. Nương cái lời giải thích vô ngã niết bàn giải thoát từ kinh điển để đạt được chân lý. Chứ còn bám kinh điển cho là chân lý suốt đời này không bao giờ thấy được. Đọc suốt đời một cái bản kinh vô ngã không bao giờ vô ngã được. Đọc suốt đời về bản kinh Bát Nhã không bao giờ có trí tuệ được. Nhưng mà nương vào cái đó để tu tập, để chuyển hóa, để ứng dụng, để hành trì, để đạt được mục đích. Giữa ngôn ngữ là lý thuyết và cái mức độ gọi là chân lý không có ngôn ngữ. Khi đạt được đến mục đích cuối cùng là không có ngôn ngữ. Vì vậy từ bi được ứng từ trái tim của con người bằng tinh thần từ bi. Vô ngã là từ những sự vận dụng tu tập và chuyển hóa và tự tại giữa con người mình để xả bỏ những cái cố chấp về sở hữu và bản thân này một cái cách bằng trí tuệ và bản lĩnh. Phải là như vậy cho mang cái nghĩa nó vô ngã. Vô ngã mà đụng chút xíu đau ý vậy á, trời ơi, sắc gọt đứt ngón tay á, trời ơi, phỏng chút xíu là trời, bệnh chút xíu sợ chết trời. Vô ngã chỗ nào? Cái ngã to đùng còn hơn cái sông bóng nữa đó. Cái gì? Bản thân chúng ta cho là trung tâm vũ trụ, là sở hữu, là tất cả mọi thứ như vậy, bao giờ chúng ta đạt được mục đích đó? Vì vậy ở đây vô ngã là một cái học thuyết, nhưng mà ứng dụng vô ngã là phải chuyển hóa chính mình từ những cái một. Cho nên tôi nói với các vị trong một số bài giảng dành cho chư ni, tôi nói người nữ tu mà không bỏ nữ tính thì trọn đời này không có khả năng thành Phật. Đây là một sự thật. Có nghĩa là những cái nữ tính, những cái ý é, những cái ẹo quẹ đó, những cái sợ sâu, sợ kiến đó, tất cả những cái này không vượt qua được thì đừng nói làm Phật, xa vời vậy. Cũng vậy, tất cả các Phật tử muốn đạt được hay không, không phải bằng lời nói. Học thuyết của Đạo Phật đưa đến chúng ta một sự tu tập và tự chuyển hóa giải thoát và thành tựu rất lớn, chứ không phải là chỉ chuyện nói đơn giản như vậy. Mà khi chúng ta có ứng dụng là có thành tựu ngay. Ứng dụng ít thành tựu ít, ứng dụng nhiều thành tựu nhiều, tùy bản lĩnh của mọi người. Dứt khoát tất cả các pháp đạo của Đức Phật cũng đưa các vị về điều đó cả. Điều quan trọng nhất là phải hiểu cho đúng được vấn đề để hành trì. Giống như là một cái bản đồ, phải nắm đúng được cái lộ trình để đi. Chứ mà mơ màng là đi là chết. Cũng giống như là ai nói vớ vẩn mà hồi nãy, giống như từ ban đầu tôi nói là do cô đó hỏi vậy đó. Vớ vẩn mơ màng như vậy các vị tự hại mình. Hy sinh cho một cái chuyện mê tín tà kiến là hại mình. Đây là các vấn đề. Sự giải thoát của Đạo Phật nó không mang cái nghĩa là thần thánh quá một vấn đề. Sự giải thoát là một sự an lạc, tự tại, vô ngã, vị tha và sống vì đời, vì hạnh phúc một cách rất là thanh nhàn trong con người của mình, ghê gớm lắm. Nó là một cái gì mà nói thật sự không cần giải thích, mà nó phải là trở thành diệu dụng của hành động của chúng ta. Không đơn giản như chúng ta nói một cách vớ vẩn để ông đó hào quang bí mật Phật pháp gì đó ban tặng gì đó, ba cái đó là nói láo. Không có thằng cha nào trên cuộc đời này ban tặng được cho ai bất cứ một quyền năng nào vớ vẩn nào cả. Cái điều này là tôi nói thẳng, ông nào cũng ban tặng lại đây đối chứng với tôi. Ông nào giỏi thánh thần gì đó ban tặng lại đây. Tôi nói với các vị, nếu có một thần thánh nào, ông nào có khả năng ban tặng phù phép thế này thế kia đó, cả trần gian này không có một chúng sinh nào đau khổ. Tôi nên nói trước với các vị như vậy. Cho nên tất cả những loại ban tặng này kia kia nọ, thánh thần quyền bí đó là phịa, để lừa gạt những cái lòng yếu đuối và tham cầu của tất cả những con người. Vì vậy học thuyết của Đạo Phật như anh nói vậy đó, ứng dụng đi các vị sẽ thấy tự tại an lạc, và các vị sẽ sống một cách tốt đẹp cho mình và cuộc đời này rất là thảnh thơi, thanh nhàn tuyệt đối, chứ không phải nói chuyện giỡn mặt, tùy cái mức độ ứng dụng của chúng ta. Và nhất là vấn đề của chú hồi nãy, cứ vận dụng một phương thức nào để tu tập ứng dụng đi, bám vào những cái giải quyết vấn đề để nhìn nhận về vô ngã, về vị tha, nhìn nhận về tất cả cái tính vô thường đi. Ứng dụng một chút, tâm chú sẽ xuống tất cả những sự lo toan, bất an liền. Đây là một giải pháp ứng dụng sự thật, chứ không phải là từ cách mà nói chuyện mà lý thuyết vớ vẩn như vậy. Cho nên lời dạy của Đức Phật là một chân lý giữa cuộc đời này. Đức Phật thuyết minh về chân lý, chứ không phải là Ngài sáng tạo.
Không ai trên cuộc đời này sáng tạo ra chân lý hết đó. Cho nên vì vậy, đây là cái cách mà gọi là giữa lý thuyết và đạt đến mục đích, là cả quá trình mà đòi hỏi con người chúng ta cần phải nhận thức đúng đắn và ứng dụng từng bước thành tựu. Ứng dụng nhiều thành tựu nhiều, ứng dụng ít thành tựu ít. Còn cả đời này cạo trọc cái đầu, mặc chiếc áo này, chưa từng ứng dụng, không được gì cả. Nên nhớ là như vậy. Cái sự ứng dụng lời Phật dạy nó không lệ thuộc vào tu sĩ hay là cư sĩ, mà lệ thuộc vào ai là người đã ứng dụng và nếm trải được điều đó. Cũng giống như là nói đường là ngọt, điều này không quan trọng là ai, ai nếm được sẽ cảm nhận được vị đó. Một người viết ra cái cuốn đó mà chưa từng nếm cũng không biết. Chúng ta không có viết ra, nhưng mà chúng ta đọc nó, chúng ta biết, chúng ta kiếm để nếm, chúng ta vẫn biết hơn người viết ra điều đó. Chân lý nó lệ thuộc vào cái ứng dụng của mỗi con người, giống lệ thuộc vào cái chuyện mà người đó là ai. Rồi, anh hiểu vấn đề không? Nha, A Di Đà Phật. Con nữa hả? Mời con. Dạ thưa thầy, con xin hỏi về pháp môn tu ngoại thiền của thầy. Làm cách nào tập thiền để chúng ta? Con thấy Phật không? Dạ. Ngồi đúng cách thấy Phật á. Dạ, ý con hỏi là ngoại thiền là mình phải hít thở như thế nào và tâm mình phải làm thế nào? Ngoại thiền có nhất thiết là phải thiền Phật không, hay là mình có thể là tâm vào một thứ gì khác, hay là tâm vào một hình Phật, hay là như thế nào? Cái này là một pháp hành, vì vậy phải hướng dẫn trực tiếp và phải ngồi, phải hướng dẫn, phải dẫn dắt từ ly từng tí. Cho nên là điều này á, thì một lát nữa thầy sẽ chia sẻ một cách khái niệm, nhưng mà cơ bản nhất là con phải đi tham gia những khóa tu, phải đi tham gia những khóa tu. Có những người hỏi thầy cách thức tụng kinh sao, cứ vô chùa tụng kinh vài bữa là biết tụng sao, nói hoài về làm không có được. Tại vì những pháp hành phải đi vào những cái môi trường thực tập ứng dụng. Có người hỏi thầy con tụng kinh sao cho đúng, thật ra tôi nói hoài các vị cũng không có biết đường làm đúng đâu. Điều quan trọng nhất là các vị nhào vô trong những cái nơi mà ta thực tập ứng dụng là các vị biết ngay. Ví dụ con tham dự các khóa tu, con sẽ biết thế nào ngồi thiền, thế nào là điều phục tâm, thế nào là chánh niệm, hay là thế nào là hít thở, hay là thế nào là niệm Phật. Khi đó là biết ngay. Và khi vào trong phương thức ngồi, ta chỉ cái cách ngồi và cách xả thế nào, và ta điều chỉnh cho mình cái cách gọi là điều phục thân thế nào, và khi quá trình vận dụng tâm tu điều phục tâm thế nào, ta chỉ cho mình từng ly từng tí. Cái đó gọi là phương pháp tu mà thuộc về là pháp hành. Còn bây giờ nói như thế đó, con về con cũng quên và bỏ qua thôi, nhưng mà nói cho con nghe cho nó quan hỷ chút vậy thôi. Chứ còn cơ bản nhất là về chắc chắn rằng tối hôm nay có làm ăn cũng không được gì đâu. Biết chắc chắn luôn, nhưng mà thầy vẫn nói tại sao thầy kêu nhìn ông Phật. Cái này thuộc về dạng biểu tượng, và phải hành trì, phải tất cả mọi thứ là được sự chỉnh sửa của những người hướng dẫn chúng ta. Và khi mà vào pháp hành đó, người ta chỉ từng ly từng tí. Ví dụ bây giờ hướng dẫn các vị đang ngồi thiền, nhưng mà người ở trên đó ta hướng dẫn là bây giờ tâm các vị đang diễn dịch cái gì đó, là người ta kỳ là làm sao để giải quyết được tâm đó, là người ta nói chính xác luôn cho tất cả các vị. Rồi bây giờ các vị đang bị cái tâm đó như thế nào, và các vị này hãy làm như thế này. Trong những từ hướng dẫn đó, người ta chỉ cho các vị từng trạng thái tâm trong lúc các vị bắt đầu ứng dụng, và ta đánh trúng từng cái vậy. Các vị qua một cái khóa tu hoặc là qua một buổi ứng dụng rồi đó, là các vị biết cái cách để mà ứng dụng bản thân, và biết cái cách vào nội tâm một cách khái niệm liền. Còn bây giờ tôi nói thì các vị nghe cho vui tai thì cứ nghe. Thì trên cơ bản nhất là thiền là cốt tủy của đạo Phật. Phải nói là như vậy. Trước hết tôi nói là thiền là cốt tủy của đạo Phật. Tôi nói rất nhiều bài giảng, tôi nói là bất cứ một pháp môn nào, thiền, tịnh, mật, pháp hoa, hoa nghiêm gì đó, di thức gì đó, tất cả những tông phái nào mà gọi là của Phật giáo, nguyên thủy đại thừa gì đó, mà không có thiền, đó là tà ma ngoại đạo chứ không phải là Phật giáo. Vì vậy những người tu tập theo tịnh độ mà gọi là loại trừ giá trị thiền ở trong đó, có nghĩa là họ trở thành những cái kẻ tà ma ngoại đạo, tà kiến rất dễ dàng, vì họ vận dụng tu tập bằng tín ngưỡng và mê tín. Thiền không phải là thiền tông, nên nhớ là như vậy. Tôi nói các vị rất rõ, các vị đừng phân chia giữa tịnh độ tông hay là thiền tông để các vị thấy rằng tông này phải dạy tông kia. Cái chữ thiền này là cốt tủy trong Phật giáo, nhưng người tu thiền đi vào thiền bằng phương pháp hành thiền,
Người tu tịnh đi vào thiền bằng phương pháp niệm Phật hay là của những cái của tịnh độ. Người tu mật đi vào thiền bằng phương pháp mật tông. Và người tu tất cả các tông phái khác cũng phải đi vào thiền bằng các cách thức của họ. Các cách thức khác nhau là phương tiện, mục đích là cái cứu cánh. Giống như chùa này chùa gì? À, giống như chùa Bảo Thành ở đây. Các vị có vô số cách và vô số phương tiện để các vị về đây, nhưng mà mục đích đến là chùa Bảo Thành. Các vị có thể đi xe đạp được không? Được. Các vị có thể đi bằng xe Honda được không? Các vị có thể đi bằng trực thăng được không? Được. Hả? Tại đi không nổi thôi chứ đi được. Hả? Hả? Mắc quá đi không nổi thôi chứ muốn đi được. Các vị đi bằng xe tăng được không? Được. Tại không đi thôi, không có điều kiện đi. Hả? Còn muốn đi đi bằng đó vẫn được. Ở bên anh ai thì lấy xe tăng chở con đi học đó. Hả? Rồi các vị đi bộ được không? Được. Như vậy cách gì đi tùy hoàn cảnh khả năng các vị. Điều quan trọng cái mục đích để các vị đến là chùa Bảo Thành. Đi làm sao miễn đời tôi có mặt để nghe ông Phước Tiến nói chuyện là được. Đúng không? Tôi biết sao? Tôi mới nói với các vị là các tông phái khác nhau, là xe tăng, là xe du lịch, là đi chân, là trực thăng, là xe hai bánh, là xe đạp gì đó. Đó là các tông phái. Thiền là chùa Bảo Thành. Dù cách nào đi chăng nữa cũng phải từ đây. Vì vậy các vị đi mà không nhắm hướng này, và các vị đi hồi cuối cùng nó ra tôi tới Phan Phuộc là của chùa Phật Huệ rồi. Chứ không phải là Bảo Thành nữa. Vì vậy các vị đi bằng cách nào mà loại trừ đi tính chất thiền trong pháp môn tu là một sai lầm. Người tu tịnh vì vướng về ngôn ngữ, chấp về ngôn ngữ, cho nên là tìm cách bôi bác hay là loại trừ hay là để tôn xưng mình. Tất cả đều là phương tiện. Thiền cũng là một phương tiện, tịnh cũng là một phương tiện, mật cũng là một phương tiện. Cốt lõi giải thoát, an lạc, thanh tịnh, tự tâm, cái đó mới là cái cốt lõi cuối cùng. Vì vậy ngồi thiền là cái từ chung, dù niệm Phật, tu tịnh độ hay là hít thở theo thiền tông, hay là quán chiếu bằng thiền Vipassana, hay là bằng thiền định Samatha, hay là còn nhiều phương pháp tu nữa, hoặc trì chú theo con đường mật tông, là phương tiện trong lúc hành trì. Cách nào cũng được. Trong một tư thế như Đức Phật, hay thậm chí chúng ta vì một lý do của cơ thể vật lý, hoặc là cơ thể của bắp chân, hoặc cơ thể một lý do gì đó, chúng ta không có cách ngồi đó, chúng ta ngồi bình thường như những cách của chúng ta thì cũng vẫn ứng dụng được. Nhưng tuyệt vời nhất là chúng ta ngồi được tư thế hoa sen, để chúng ta trước hết là chúng ta điều thân cho nó trang nghiêm và ngồi đúng cách để là vững chãi cái đã. Tư thế ngồi của Đức Phật là một tư thế vững chãi, gọi là an tọa. Ngồi bình an, ngồi vững chãi, gọi là an tọa. Và ngồi chỉ là hình thức, nhưng mà an tọa thân rồi bắt đầu mới an tâm, gọi là ứng dụng những cái giải pháp để mà điều phục các trạng thái tâm của mình. Trước hết niệm Phật, hít thở, tư duy quán chiếu, trì chú, niệm Phật gì đó. Tất cả những cái này là phương thức ban đầu để mà gọi là giúp cho chúng ta cái tâm bám víu vào các đối tượng tu tập, để mà tâm bớt sanh diệt vọng tưởng cái đã. Sâu vào là cả một quá trình, nhưng mà trước hết bám như vậy đi, có chỗ nương ứng dụng mà tu hành để mà tránh đi tâm vọng tưởng. Nhưng không tránh được đâu, vọng tưởng là bản chất của con người. Không dễ gì chúng ta có thể đạt được chánh niệm. Chúng ta không phải thánh thần nào tái sanh, có vây Phật mà về đây hiện thân. Trừ ra ai trong đây Phật hiện thân ngồi đây thì nói cho tôi biết nha, cái chuyện đó ngoại lệ. Còn cơ bản nhất phàm phu của chúng ta đều loạn óc loạn tưởng cả. Đầu óc ngồi một nơi, hướng tâm một ngã, ngồi nghe pháp chứ chắc gì cái thân ở đây, mà chắc gì cái hồn ở đây. Cái hồn giờ đang thả những cái nơi khác ai biết được. Không biết tôi đi đây rồi, không có nhà khóa cửa chưa, không biết nữa.
không biết là tôi đi đây tôi không có dặn ổng, không biết ổng nhà có rước con đi học về không nữa. À cái vậy ha. À, thế này thì cứ ngồi một chỗ mà hồn một nơi, cho nên là tâm không an, tâm vốn vọng tưởng. Các vị thấy lòng chúng ta là từ những cái sự sanh diệt như vậy mà con người chúng ta đã tạo ra vô vàn phức tạp trong cái gì, những sự nghi ngờ, những sự hiểu lầm, những sự gì đó từ những cái tâm chúng ta loạn tưởng mà ra, bằng cái sự phán đoán kinh nghiệm tư duy mà chúng ta ra, tất cả mọi cái đó chúng ta vận dụng gọi là ý thức cả. Tu tập là cái cách thức làm cho ý thức chúng ta hiền lại và chúng ta sống với chánh niệm, và đó là cái cách làm chúng ta tỏa sáng. Và khi con người tập để đạt được sự tỏa sáng đó thì lòng chúng ta sẽ bao dung, từ bi, độ lượng, tha thứ. Ai có thành tựu sự tu tập đều có thành tựu về điều đó cả. Bớt sân, bớt tham, bớt đố kỵ, bớt ganh tị, bớt hờn ghen, bớt tất cả mọi thứ, bảo đảm luôn. Có tu là có bớt, trừ ra người đó tu bằng cái miệng thôi, nói như vậy đó, nhưng mà không có sự tu tập thật sự, suốt đời này bản tính vẫn không thay đổi. Cho nên cái việc mà gọi là ai có vận dụng tu tập đều có sự biểu hiện của khả năng giải thoát, buông xả, thảnh thơi, an lành, tự tại, đều có hết tất cả mọi thứ, ít nhiều. Cho nên là khi vận dụng tu tập, tùy cái nguyện vọng của con, con thích tu cái pháp nào, thích niệm Phật, thích quán chiếu, thích hít thở, thích ngồi thiền theo cách nào, hay trì chú mật tông gì đó, thì chọn một vị thầy hướng dẫn đến nơi đến chốn bằng cách thức đó, không tùy tiện bằng những khát vọng, tham vọng, mong cầu đắc chứng mà tự ứng dụng một cách bừa bãi, không đem đến những cái lợi lạc cho mình. Tu là phải có thầy, nhất là đi sâu vào trong mạch nguồn của nội tâm càng nguy hiểm hơn nữa. Bởi những trường hợp này có những người tham lam, do ai vớ vẩn giới thiệu gì đó, làm bằng cách này nè mau đắc đạo lắm, mau té hào quang lắm, có thể xuất hồn đi đâu đó này kia, ham mê quá vận dụng thời gian điên, rồi cái đi chạy hỏi tôi. Thế này thế khác gặp rất là nhiều, gặp rất là nhiều. Vì vậy cho nên là gợi ý cho con để thấy rằng đó là cái cách để bắt đầu vào pháp hành, nhưng mà phải có một người hướng dẫn và ứng dụng một cách rõ ràng đàng hoàng. Chứ một vài lời nói của thầy như một sự khái niệm để con thấy rằng là phương thức của Phật dạy nó có bài bản đàng hoàng để giúp chúng ta đi vào trong mạch nguồn của tâm linh, để điều phục tâm một cách tốt đẹp bằng cách thức này. Đây là một con đường rất tuyệt vời trong Phật giáo. Chúc con sau này có cơ hội để tu tập thành công. Mời anh. Nam Mô A Di Đà Phật. Con có vài câu hỏi. Cái thứ nhất, Phật giáo Đông Nam Á chia ra có Đại Thừa và Tiểu Thừa. Thì những người đạo Phật mà ở bên Thái Lan á, thì họ là cái gì? Anh mặn, phải sát sanh nhỉ? Phải sống. Tại sao trong đạo Phật mà cho phép tập những gì? Thứ nhất, thứ hai nữa, đạo Phật xem ở bên Nhật Bản họ xuất phát có phải từ tiểu thừa hay là đại thừa? Thì cảm ơn. Cảm ơn hai cái vấn đề hỏi anh. Cái vấn đề đầu tiên là một cái vấn đề mà để gọi là tranh cãi, nhưng mà tôi nghĩ cái vấn đề đó không cần thiết phải tranh cãi. Nếu ai càng tranh cãi thì càng cố chấp. Ăn chay ăn mặn là một vấn đề mà đúng ra không nên có trong Phật giáo, mà tôi đã chia sẻ các vị rất là nhiều bài, và tôi cũng dự định nói tại châu Âu này với bài giảng là cần nhận thức đúng đắn hơn về việc ăn chay. Nhưng mà không phải là giảng tại đây, nhưng mà giờ rút tỉa ra một vài ý để chia sẻ với các vị. Dù tông phái nào, pháp môn nào, ăn mặn vẫn là một nghịch lý. Đúng ra chúng ta không ăn chay được thì tùy. Người ăn chay không mang cái nghĩa là tự hào, là mình ăn chay là giỏi, ăn chay là tốt hơn, ăn chay là cái gì đó. Nó không xuất phát từ ý đó. Nhưng mà nếu đạo Phật, dù cứ lý do nào, danh nghĩa nào mà chúng ta nói chúng ta là đạo Phật, mà chúng ta chưa ăn chay được, thì chúng ta cũng cần phải tôn trọng người ăn chay, chứ không có đem vấn đề chay mặn ra để mà gọi là bào chữa. Trong một xã hội hôm nay không có lý do để bào chữa chuyện ăn mặn của chúng ta. Thời kỳ Đức Phật là Đức Phật không có ăn chay và ăn mặn. Đức Phật đi khất thực, ai cho gì ăn nấy. Trên nguyên tắc thời kỳ Đức Phật, Đức Phật có nói trong kinh Trung Bộ,
Và trong một cái bài kinh là nói với một vị mà thầy thuốc Jivaka, Đức Phật cho phép các thầy tỳ kheo được quyền ăn tam tịnh nhục là không thấy, không nghe và không nghi. Và sau này trong các luật đều bổ sung thêm hai vấn đề nữa là con vật tự chết và súc vật này ăn con súc vật kia còn thừa. Năm loại thịt này Đức Phật cho thầy tỳ kheo trong buổi ban đầu được ăn, gọi là tịnh thực, tức là một thức ăn thanh tịnh. Vậy thì các vị thấy tại sao không thấy? Có nghĩa là ví dụ mình đi ngang thấy người ta đâm con heo, cái đứng đó đợi ôm bát về đợi đặng hồi ta cho cục thịt heo ăn, cái đó gọi là không thấy. Thấy thì không nên ăn. Cho nên là cái cục thịt này không thấy người ta đâm heo, người ta cắt cổ gà thì được, cái đó gọi là không thấy. Thứ hai, không nghe có nghĩa là đang ôm bát thất thực về cái nghe gà đâu quát 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 đó, cái bắt đầu đó chắc có thịt gà, cái ôm bát đó đứng đợi hồi đặng có cục thịt gà ăn, cái nói gọi là không nghe. Thứ ba là không nghi, là đang ôm bát thất thực mà có gia đình của một gia chủ, người ta ôm một mâm thịt như thế này, đồ ăn thịnh soạn, thịt cá đầy tràn, ta đứng đó ta đợi sẵn để cúng dường cho thầy tỳ kheo. Thầy tỳ kheo nghi rằng là đồ ngày người ta chuẩn bị sẵn để cúng mình, nghi như vậy là không ăn. Cái đó là thứ ba là không nghi. Thứ tư là con động vật tự chết, cái này tự chết, cái chuyện đó không vấn đề. Cái vấn thịt thứ năm là con vật này ăn con vật kia còn thừa lại, thịt thừa đó được ăn. Năm loại thịt này không là vấn đề. Ví dụ tôi nói hôm nay các vị đi ra ngoài đường, các vị thấy con gà ăn vịt gì đó nó tự động nó chết, các vị đem về chùa gì, chùa gì quên nữa hả? À, chùa Bảo Thành. Bảo Thành tên hay quá quên hoài á. Các vị thấy đó, đó các vị đem về vô chùa Bảo Thành, nói với ni sư bắt nước lên, ni sư bắt đầu nước sôi, bắt đầu luộc rồi này kia đó, nhổ lông này kia, kho xào, tôi với các vị và ni sư xúm nhau ăn, có tội nhiêu để hết đầu tôi. Tôi nói trước các vị luôn, có tội nhiêu để hết đầu tôi chịu. Cái này tại sao Đức Phật cho ăn gọi là ngũ tịnh nhục, tức là những thực phẩm ăn được từ một sự rất vô tình để có mà ăn, chứ không từ những ý niệm tác ý để có mà ăn. Hôm nay có ai ăn được bằng cái cách vô tình không? Các vị chỉ cho tôi đi. Không ăn chay được thì cứ ăn mặn. Nhân quả là quy luật cân bằng, không phải do tu mới ăn chay, không tu ăn mặn gì đó, nó không lệ thuộc chuyện đó. Nhân quả không lệ thuộc vào thầy tu hay là người đời, mà giai trả là một quy luật công bằng, không ngoại trừ bất cứ một ai. Ăn được thì ăn, ăn được thì thôi, tu cách này không được tu cách khác, ăn chay không được chưa chắc gì là không tu. Tôi mới nói là như vậy, nhưng điều quan trọng không đem chuyện chay mặn ra bào chữa. Tôi muốn nói rất rõ là cái chuyện này không đem chuyện chay mặn ra bào chữa. À, ăn chay là vì vậy đó là gì, mê tín. Ăn chay là gì, ngày xưa theo đề bà Đạt Ba ăn mặn nói ngay, ăn chay nói dại gì, còn kinh luật này kia Đức Phật ngày xưa đâu có ăn chay đâu. Đừng đem ra cái điều đó. Tôi nói với các vị là như vậy. Đúng ra trong Phật giáo không có sự gọi là cãi qua cãi lại về vấn đề ăn này, không có đầu ai ngu đến độ mà gọi là để mà nghe theo sự bào chữa của chúng ta. Dù người ta không nói ra, dù các vị dẫn trăm kinh ngàn luật cũng không che miệng được chúng ta về một sự thật như thế. Tôi dám nói với các vị như vậy, nhưng mà tôi không muốn để trở thành một đề tài tranh cãi. Điều quan trọng nhất, ai ăn gì kệ á, ai sống thôi, muốn làm đúng đạo lý gì đó tùy, tu này không được tu pháp khác, chưa phải ăn chay là tu mà cũng chưa phải ăn mặn là không tu. Cái này rất rõ là như vậy, nhưng chúng ta phải hiểu một vấn đề. Vì vậy trong một cái giai đoạn này, tất cả sự thịt có chúng ta để ăn đều là sự chuẩn bị của chúng ta hết, chứ không phải từ một cái sự vô tình nào cả. Vì vậy dù chúng ta có nói thế nào, tông phái nào, chúng ta vẫn sai với nguyên tắc từ bi trong đạo Phật. Và giới của các vị là giới xuất gia hay là giới cư sĩ đều là giới sát quan trọng, một trong tứ trọng giới là sát sinh. Chúng ta cũng không lý giải một cái cách gọi là che miệng bằng cách là nói không sát sinh là không được giết người. Câu này nói các vị làm giảm giá trị của Đức Phật quá. Các vị nói một câu đó như vậy, các vị tự giảm giá trị của Đức Phật. Bởi vì Đức Phật không thể nào nói một câu thừa mứa như vậy. Cả cuộc đời này trong bất
cứ mọi quốc gia, không quốc gia nào xúi giết người hết á. Trên thế giới này có tổ chức nào xúi giết người không? Và ai giết người được tán thưởng không? Tất cả mọi quốc gia đều đúng đắn ở chỗ là không ai xúi giết người. Vì vậy Đức Phật chế ra không sát sanh để không giết người để làm gì? Cái chuyện đó có cần tới Đức Phật không? Không, cái chuyện đó không cần. Nhưng mục đích của Đức Phật nói không sát sinh là tôn trọng sự sống của chúng sinh từ thấp bé nhất, vì tế côn trùng, cho đến sự cao quý nhất là chư Phật thánh nhân. Trong luật kêu rất rõ. Vì vậy ở đây không sát sinh là không đoạn mạng sống của chúng sinh nói chung, hay là nói chung là thấp nhất cả các loài bò bay mái cửa, trâu bò heo gà gì đó đều là chúng sinh cả. Và tiếp theo nữa là con người. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng chúng ta thừa nhận cái việc mà gọi là ăn chay không sai lời Phật á, là chúng ta tự làm nghịch lý lại học thuyết của Đức Phật. Tự chúng ta nghịch lý là chúng ta đã sai rồi. Và một khi chúng ta không có ăn chay được thì hai chữ từ bi không bao giờ trọn vẹn trên cuộc đời này là một trong những cái vấn đề quan trọng trong Phật giáo. Tôi nói với các vị hiểu là như vậy. Đó là những vấn đề gọi là một vấn nạn mà người ta đem ra tranh cãi. Còn tôi nghĩ không cần tranh cãi. Đó là một sự thật hiển nhiên. Làm thì hoàn thiện cho lời Phật dạy, hoàn thiện hơn cho Phật giáo. Làm không được tùy chúng ta, nhưng đừng đem cái đó để tranh cãi, để chửi nhau, thóa mạ nhau, chỉ trích nhau. Là cái chuyện này tôi nghĩ rằng chúng ta là người học Phật có trí tuệ, bên vực những cái hay là bào chữa những cái thừa mứa và không đúng lý, chúng ta phải can đảm để thừa nhận một sự thật giữa cuộc đời. Còn được không được tùy chúng ta chứ, làm được bao nhiêu tùy chúng ta. Đó là đầu tiên mà tôi muốn nói trong cái vấn đề mà gọi là chai mạng như thế. Trên nguyên tắc trong xã hội đang là chúng ta ăn chay là hoàn thiện nhất cho học thuyết Phật giáo, dù tông phái nào. Phải nói là như vậy. Đây một cái mà gọi là khỏi biện bạch. Mai này tôi sẽ chia sẻ các vị trong một bài giảng mà tôi mới giới thiệu các vị đó. Rồi một cái vấn đề nữa, Phật giáo Nhật Bản là Phật giáo kế thừa từ các phương thức thiền tông, mà thiền tông theo đại thừa, thiền của đại thừa. Và nói thẳng ra là Phật giáo Nhật Bản là dường như, tôi cũng đã đi tới bển và cũng tham khảo rất nhiều các vấn đề của nguyên thủy Phật giáo, dường như không thấy. Nhưng mà dù có đi chăng nữa là một mảng rất ít ỏi tại Phật giáo Nhật Bản. Phải nói cả quá trình phát triển từ ban đầu cho đến đang là đều là của các tông phái đại thừa. Mà thiền và tịnh là một trong phái thịnh hành và hoạt động mạnh mẽ nhất ở Nhật Bản. Đây là một cái điều mà tôi có chia sẻ với các vị trong một số bài giảng khác, mà tôi nói mang tính cách chung chung để chúng ta thấy theo cái định hướng mà giống như câu hỏi của anh ha. A Di Đà Phật. Có ai hỏi gì nữa không? Mời cô. Nói lên. Cho cô câu nữa. Kính thưa thầy, trước nhất là con rất là cảm ơn thầy cũng như là tất cả quý vị đã. Con về đây thì con đã nghe và học rất là nhiều. Con cảm thấy con rất là bé nhỏ trong cái cuộc sống này. Thực tế là nó quá bao rộng, rất là rộng. Nhưng mà thật sự đem cho con một niềm vui rất là lớn. Như thầy nói là mà rất là hài lòng với cuộc sống của mình. Và con cảm thấy khi mà làm người á, thật sự là đau khổ cũng nhiều, mà sung sướng thì cũng nhiều, vui cũng nhiều, buồn cũng nhiều. Nhưng mà như thầy nói là thật sự là con rất là hài lòng với cuộc sống là người này. Nhưng mà có một điều là con thắc mắc là có những điều mà mình bé nhỏ quá, mình không làm được những việc như mình muốn. Là khi mà mình đã vượt qua một cái gì khó khăn, cái đau khổ rồi, mà bây giờ á, mình cảm thấy mình cũng như có sự nhiệm màu, một sự cố gắng của mình cộng với một sự nhiệm màu, chứ không phải là một sự cố gắng mình không. Thì đó là con thật sự có cảm nhận có sự nhiệm màu, chứ không phải là mê tín gì đâu. Nên con cũng cầu xin cho những người mà thật sự cũng là người như mình, mà họ quá đau khổ, mà họ cũng là rất là từ thiện, họ cái tâm họ rất là tốt, mình cảm thấy hành động rất là tốt. Nhưng mà cuộc sống của họ rất là đen tối, họ đau khổ mà đến nỗi mà mình nhìn mình cảm thấy mình không biết cách nào để chia sẻ, mà cũng không biết làm thế nào để mà giải thoát được. Mình càng nhìn cuộc sống càng nghe nhiều thì con càng thấy càng bé nhỏ nhiều, tại vì con không làm được những điều đó mặc dù con rất là mong muốn.
Phật làm chưa được không chị con? Dạ, Phật thử rồi con mới xin là khi mà càng nghe Phật pháp nhiều, càng hiểu nhiều á, thì con lại cảm thấy không biết nói sao đó, chỉ không biết làm sao nào để mà giúp người một cách là cho nó giống như cái tâm mình muốn, mà tại vì mình bé nhỏ quá. Nếu thì bây giờ con chỉ thắc mắc là con xin thầy á, phải làm thế nào để mình được góp công góp sức như thế nào, mà đã mình được sướng như thế nào, mình đã trải qua được như thế nào, thì mình làm như thế nào để cũng nhìn người ta vậy. Chứ mỗi lần mà con nhìn vô TV, tức là khi mà con đến đây thì con sung sướng, con sống trong con sung sướng, nhưng mà con nhìn một cái cảnh nào đó lại con cảm thấy là con không chịu được, tại vì con quá đau khổ. Thì qua đó sống chung với ta. Con nhiều khi cũng mong, thật sự là con cũng ao ước vậy thầy, nhưng mà thật sự khả năng mình cảm thấy mình không đủ, chứ không phải là không muốn, mà thật sự rất là muốn. Tại vì như thầy nói là mình còn ràng buộc khi mà mình muốn làm việc đó cho người khác, mà hiện tại là mình còn gia đình, còn cha, còn mẹ, sau đó còn chồng, còn con, những người đó quyến luyến với mình không thể làm quá đi được, chứ không phải là mình không muốn mà mình không làm được. Thậm chí nhiều khi muốn trở về Việt Nam sống với những người nghèo, nhưng mà mình không làm được, tại vì không vượt qua được những cái mình đang ràng buộc với mình á. Nó là cái sự thương yêu nó lớn quá, mình thấy mình bé nhỏ, mà càng hiểu thì nào mình càng thấy mình bé nhỏ thì nói. Rồi, nhưng mà ý cô muốn nói gì vậy? Thì con muốn hỏi thầy á, là tại sẽ nói là làm sao để mà có thể làm bên cạnh mình giúp làm sao mà thấy để cho người như thầy nói mà giống như đứng núi này mà tâm núi nọ đó, cuộc sống mình đang bình an mà lúc nào mình cũng thấy là không thỏa mãn, nhưng mà thực tế kể cả nhiều người vậy mà con không biết làm cách nào, con nghe con hiểu, con có thể là con làm cái con được, nhưng mà con không làm cho người khác được. Rồi, cảm ơn cô hỏi cho dài nhưng mà nó cũng nằm chung loanh quanh con ý thôi. Tức là cô bất lực trước cái khả năng của mọi thứ xung quanh cô. Tất cả mọi điều chúng ta là nghiệp cảm chúng sinh, là chúng ta không có thay thế được. Nếu điều đó sự thật, chính bản thân cô khổ đau như những người cô từng thấy, thì cũng không ai ngoài bản thân cô để giúp được cô đâu. Đức Phật chỉ cách cho chúng sinh tự giải quyết khổ đau của chính mình, chứ Đức Phật không khổ đau thế họ được. Nhưng bằng lòng từ bi, Đức Phật sẽ trang trải và đem cả cuộc đời của mình để làm lợi ích cho chúng sinh. Khổ là một quy luật cuộc đời, nhưng mà ở đây mỗi một con người tùy cái phước báo của chúng ta, chúng ta sẽ có cái tính cách là khổ vui đắp đổi ít nhiều gì đó, là tùy phước báo. Còn cái nguyên tắc là sanh già bệnh chết hay là các cái khổ đau khác là chân lý. Vì vậy một con người bị nghiệp ràng buộc thì không có thánh thần nào chen vô trong đó được để gọi là thay đổi. Nên nếu cô có lòng từ thì cô có thể trang trải với họ. Bây giờ người đó bệnh nhưng mà họ không có tiền, nhưng mà cô có tiền cô chia sẻ giúp. Cô không bệnh thay họ được, nhưng cô có thể giúp họ bằng những đồng tiền cắt bạc, hoặc là vận động những cái người có lòng hảo tâm để giúp được họ. Sự cứu độ một con người không mang cái nghĩa là nói suông, mà người ta đã từng nói trên cái cuộc đời là từ bi không phải là nói trên đầu môi chót lưỡi, mà phải bằng đôi bàn tay dâng tặng. Điều quan trọng nhất là chúng ta đã làm gì được cho chúng sinh, dù không làm tất cả nhưng làm cái gì được trong tầm tay của chúng ta. Người như vậy mới có thể là thay đổi hay là hạn chế hay là góp phần để cải thiện bớt khổ đau trong cuộc đời. Cô là một trong vô số người để mà gọi là cùng chung tay để làm việc đó. Trên nguyên tắc không có một đôi bàn tay để che hết cả bầu trời. Vì vậy cần nhiều đôi bàn tay lương thiện hơn nữa để mà cùng san sẻ vấn đề này. Nhưng điều quan trọng nhất là nếu người ta không học được Phật pháp, người ta sẽ bay chết mặt bay chứ người ta không có xúc động. Phật pháp chùa chiền có là để làm cho con người ta nhận ra được điều là chúng sinh khổ mà người ta dao động tâm. Vì người ta không được giáo dục và không được tiếp nhận về đạo đức, người ta không có cảm xúc này. Người khác chết chứ không phải họ chết, con người khác gặp nạn chứ không phải họ gặp nạn, người khác đói chứ không phải họ đói. Vì vậy hiếu không có lòng từ và không có một cái đạo lý trong lòng, hay là không có sự tu tập, chúng ta không có những cảm xúc về các vấn đề thương tâm. Cho nên khi đạo lý có mặt và chúng ta có học Phật, những cái cảm xúc này chúng ta được có ở trong lòng. Và khi chúng ta được có những cảm xúc này thì chúng ta sẽ tùy nghi trong cái khả năng để chia sẻ với tất cả chúng sinh. Nhưng cơ bản nhất tất cả chúng sinh chia sẻ trong cái dạng gọi là từ mà thôi.
Từ có nghĩa là chia sẻ. Chưa ai hành động được cái lòng đại bi cả. Đa phần chúng ta chỉ làm được lòng hành động từ thôi. Từ có nghĩa là chúng ta làm được 10 đồng chúng ta san sẻ người khác 1 đồng, gọi là từ. Cho nên chúng ta lấy giống như là từ thiện á. Chúng ta làm từ thiện chứ đâu ai dám làm bi thiện đâu. Trên đời này tôi mới từ thiện à. Từ thiện có nghĩa là tôi làm được 10 đồng thành ra mình san sẻ với người nghèo khổ 1 đồng. Mình có 10 bộ đồ, biết người đó không có bộ nào, thành ra là lựa bộ nào cũ chen cả 1 bộ cho. Đó gọi là từ. Đó là chia sẻ bằng cái cách đó đó. Thì cái đó gọi là từ. Còn nếu mà chúng ta lớn hơn nữa là chúng ta bằng sự hy sinh. Chúng ta có thể là đóng góp tất cả những cái gì chúng ta có được để cho những người khổ đau, cái đó gọi là bi. Cái lòng đại bi nó lớn hơn đại từ. Nhưng mà tính chất vẫn là tình thương yêu. Nhưng mà lòng đại bi nó sâu kín ở trong đó là vô ngã. Tức là khi vô ngã mới thực hiện được lòng đại bi. Giống như Đức Phật mới thực hiện lòng đại bi. Những người có tâm hồn rộng lớn mới thực hiện lòng đại bi. Còn đa phần hành động thiện của chúng ta từ không à, tức là chia sẻ thôi. Nhưng mà trong cuộc đời này nhiều người tiếp cận được đạo Phật để có được lòng từ để chia sẻ như vậy cũng đã quá quý báu rồi. Một hành động xảy ra thương tâm nhưng mà không phải ai cũng có cảm giác thương tâm giống nhau. Hoặc là có những người nói cái miệng thương tâm để cho qua chuyện, nhưng mà việc đó việc của thiên hạ chứ không có dính dáng gì. Nhưng mà có những người, người ta có cảm xúc và người ta chia sẻ thật lòng, đòi hỏi những người có trái tim và chia sẻ thật lòng. Và điều này người có học Phật, người có lương tâm, có đạo đức, có tình thương bẩm sinh, thì những người này sẽ làm được những cái lợi ích lớn hơn trong cuộc đời. Điều quan trọng nhất là cô có cái tâm đó, cô hãy cố gắng làm nhiều hơn nữa, thậm chí làm nhiều hơn người khác càng tốt. Đây là những điều mà thầy muốn chia sẻ. A Di Đà Phật. Để dẫn dắt cho không những riêng con mà con nghĩ là ở đây ai cũng hiểu được, mà có thể làm nhiều hơn con được nữa. Nhưng mà con cái thắc mắc của con là con nói là con bé nhỏ quá thì con có làm được những điều như thầy đã con đã làm rồi, nhưng mà con cũng thấy là con quá nhỏ xíu thì con muốn làm nữa mà một mình con không làm được, phải họp thêm nhiều người. Nhưng mà chỉ trong gia đình con thì cũng là chút xíu, tại vì thiên hạ thầy hiểu ý con rồi. Con dừng lại đó đi. Dạ. Tất cả các việc nó duyên và phúc đức và lương tâm của mỗi con người. Ở đây mang cái nghĩa làm thiện, không mang cái nghĩa lại để nói. Mà điều quan trọng nhất là nếu lương tâm cô thật sự là như vậy, cô sẽ có biết bao nhiêu người cùng chung ý hướng với mình. Nhưng nếu điều này nó không xuất phát từ tự đáy lòng mà chỉ là cách nói, thì vận động suốt đời này cũng không có ai hưởng ứng. Vì vậy điều quan trọng nhất là cô hãy làm bằng cái sự nhỏ bé của cô. Nếu cô làm hết lòng và phúc đức cô tăng trưởng, và những hành động đó được những cái người lương thiện khác người ta nhận thấy và đủ niềm tin, thì người ta sẽ cùng ủng hộ với cô. Bởi vì người ta muốn cho chúng ta thể hiện điều gì, chứ không phải là người ta muốn nghe mình nói điều gì. Điều quan trọng trên cuộc đời làm thiện, thầy đã người là trải nghiệm điều đó rất là nhiều. Muốn làm một việc thiện, bản thân chúng ta phải lăn xả vào đi, thì có biết bao nhiêu người có trái tim để lăn xả cùng chúng ta. Còn chúng ta xúi người lăn xả thì dường như không ai làm cả. Và điều đó rất nhiều người thất bại trên cái việc này. Và để muốn được làm việc thiện, bản thân chúng ta hãy tự làm bằng những cái đôi tay bé nhỏ của mình. Dù là một đôi tay bé nhỏ mà bằng hành động chân thành, bằng một cái tâm cương quyết và bằng một tâm kiên trì, làm không mệt mỏi, chắc chắn rằng có rất nhiều cánh tay sẽ hưởng ứng cùng cô, dù cô là một người cư sĩ. Bảo đảm như vậy, nếu cô nghe lời ngay hôm nay và cô ứng dụng và làm tất cả những điều mà bằng tâm huyết của cô một cách thật sự, cô sẽ thấy hàng trăm trái tim và hàng ngàn trái tim khác sẽ hưởng ứng cùng cô. Chắc chắn như vậy luôn, bảo đảm luôn. Trái tim nhỏ bé của cô sẽ trở thành vĩ đại. A Di Đà Phật. Thật ra mà nói đó, đúng ra là tôi giảng cho các vị một bài giảng, nhưng mà tôi thấy Phật tử ở đây chúng ta còn rất là mới mẻ, cho nên tôi mở cho các vị một cái vấn đề để các vị có thể thoải mái trong cái vấn đề hỏi của chúng ta, để mà chúng ta an tâm trong những gì mà chúng ta trăn trở. Còn các cái chuyên đề Phật học thì chúng ta rất nhiều cơ hội để chúng ta nghe.
Cho nên là thay vì một bài pháp thoại, tôi chuyển qua một cái thời là Phật pháp vấn đáp cho nơi này của chúng ta, để muốn là chia sẻ từng phần với mỗi cái cá nhân của mỗi con người có những cái thắc mắc đó. Thì nãy giờ các vấn đề tôi chia sẻ bằng cái khả năng hiểu biết của chúng tôi như vậy. Còn cái gì các vị chưa thỏa mãn á, thì các vị có thể đi tìm các vị cao minh khác, các vị hỏi lại để giúp hơn. Còn khả năng là những gì mà tôi hiểu biết được bằng cái khả năng của tôi chia sẻ với các vị bằng tận cái đáy lòng của mình. Mong rằng là những lời này cũng ít nhiều để góp phần cho các vị chấp giá thêm trong nhận thức của chúng ta trên lộ trình mà gọi là tìm hiểu Phật pháp và tu học. Nguyện chư Phật gia hộ cho tất cả các vị luôn bình an tinh tấn trên con đường tu học để được hạnh phúc an lạc dài lâu. A Di Đà Phật. Chân thành cảm ơn tất cả các vị đã tham dự trong cái buổi nói chuyện này. Chân thành cảm ơn ban tổ chức. A Di Đà Phật. Nguyện